Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Tây Ninh. Em tính hỏi tư vấn về hôn nhân gia đình em á. Bạn nói câu hỏi của mình đi. Dạ, em chung sống chồng em nay mười mấy năm rồi. Chồng em thì ở nhà buôn bán kinh doanh nhỏ thôi, còn em thì đi làm công ty. Bữa mới đây thôi là chồng em có quen một người ngoài, người thứ ba, là người đó đã mang thai rồi tự đi xuống nhà em luôn. Em từ nào em không có nghi là chồng em có người thứ ba, tự dưng người đó bữa đó xuống kiếm chồng em luôn, mới tá hỏa ra là chồng em phản bội em. Rồi giờ em chỉ tư vấn, cũng hỏi là giờ không biết giải quyết kiểu làm sao. Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh nay 39. 39 tuổi. Cái này là có thai cỡ 6 tháng mấy rồi anh. À, 6 tháng tức là trước khi giãn cách đúng không? Dạ. Ồ, thế mà hôm vừa rồi là cô ta đến ăn vạ à? Dạ, đi tới chỗ luôn. Rồi, thế Tới sao nhà luôn. cô ta làm gì ở đấy, ở nhà mình? Cô ta ở luôn đấy à? Thế này thế nào? À, anh cô ấy xuống làm kiếm ông xã em nói chuyện vậy đó, nhưng mà em cũng nói chuyện đàng hoàng đuổi về, ý là không muốn về. À, thế là muốn ở Nhất nhà. nhất quyết đòi chồng em phải qua nói chuyện rõ ràng này kia. Thế anh ta trốn à? Anh ta chỉ ngồi chỗ đó thôi nhưng mà không dám qua nói chuyện, chỉ ngồi như dạng là giữa, Tức không là không tại vì có em ở đó nên không dám qua. và như thế tức là anh ta cũng gọi là chấp công nhận là mình đã có mối quan hệ với cái cô gái kia đúng không? Không Dạ không phủ nhận đúng không? không nói tiếng nào hết. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ Rồi, xin chào em. dạ em chào anh, em ở tỉnh Tây Ninh. Thì Ninh, thế còn cái cô bé kia ở đâu? À, cô bé đó cũng cùng xã với em luôn, cùng tỉnh cùng xã. À, cùng tỉnh cùng xã. Ông xã bao tuổi? Ông xã nay 39, em 37. À, cũng còn trẻ nhỉ. Các cháu lớn không? Dạ đứa lớn em nay cũng 18 rồi. Ông xã thì làm ở nhà lặt vặt thôi, còn mình thì đi công ty đúng không? Dạ vừa kinh doanh buôn bán nhỏ. Phụ nữ ra ở nhà vừa trông con vừa làm việc nhà vừa kinh doanh nhỏ thì nó đỡ. Ở đây thì mình đã đi công ty rồi. Thế là Dạ lại ông ở nhà thì thích đóng cửa hàng thì đóng mà thích mở thì muốn đi mở đâu đúng không? đi. Đi đi đâu thì đi, thành ra nó cũng cái việc ông xã quan hệ với cô bé kia và khiến cho cô ấy có thai là có thật, bởi vì cô đã đến tận nhà để cô ấy muốn báo cho anh ấy để xem anh ấy giải quyết thế nào, và ông xã đã ngồi một bên là người tình một bên là vợ, ông xã không nói năng gì. Sau mấy mình lại nhảy ra mình tiếp chuyện cô ấy, mà cứ để cho ông xã là ông ấy xem ông ấy xử sự nó ra làm sao nào. À đấy, anh ra mà tiếp cái kìa, người ta tìm đến anh, người ta bảo là anh làm cho người ta có thai có chửa đấy, đẹp mặt chưa, đi ra đấy nói chuyện đi ra. Mình mới là người ngồi làm quan tòa để xem là ông xã với cô kia nói gì, thế rồi xem là ông có hứa rằng là thì cứ về đi rồi bao giờ đẻ thì sẽ cho đăng ký gọi là khai sinh con, nhận làm con ngoài giá thú, rồi là cho mang họ bố, thế còn thì cô đẻ thì cô cứ nuôi đi, tôi có điều kiện thì tôi hỗ trợ, hay xem là họ làm thế nào đúng không? Thế xong khi cô ấy ra về thì mình nói gì với ông chồng nào? Bữa xảy ra chuyện đó thì chị em chồng má chồng rồi nó đều biết hết, cho nên Rồi. ai cũng cản. Em chỉ nói chuyện bình thường thôi, em chỉ như mình cũng bức xúc mình chỉ chửi vậy thôi, còn chồng em là nằm ngồi cửa giữa chỉ lắng tai nghe. Cô kia thì cứ ngồi đó yêu cầu chồng em phải qua nói chuyện rõ ràng, Sao mình không thả cho ông ra, ông nói chuyện xong là nhưng ông mà lên chồng lân. em không qua, chồng em cứ ngồi đó nín thinh. Thế rồi, thế xong cái cô bé kia xong thì cô về đúng không? Đòi không được thì cô tự Khúc về. khúc đó là bắt đầu mấy chị bên chồng em mới níu kéo kêu về, nhưng mà nhất quyết không về, một hai phải bắt chồng em qua nói chuyện. Tóm lại là sao, người ta có về không? Rốt cuộc rồi làm chị em bên chồng em làm dữ quá mới về. Dọa dọa cho là về đúng không? Thế sau Dạ đấy thì khi cô kia có về rồi thì mình đã xử lý gì với ông chồng? Bởi ở đây là lỗi ở phía ông chồng mình nhá, không phải ở cô kia. Cô không tự đến nhà mình để cô chui vào trong buồng của vợ chồng mình để cô ngủ, chắc chắn ông chồng mình phải gạ gẫm tán tỉnh rồi thì mới người ta mới thương rồi mới dễ dàng mới ngủ được với nhau như thế. Thế thì mình đã làm gì với ông chồng? chồng em nói là nó không qua lại, không nó sẽ dứt khoát, nhưng mà con cái này, con của ảnh tạo thì ảnh không bỏ được, Tức ảnh là nói với em vậy. nghĩa là làm sao? Thế bây giờ thì ông nói rằng là thôi thì bây giờ là ông không đi lại với cô ấy nữa gì, thế nhưng mà con của ông thì ông vẫn chấp nhận, nghĩa là ông đón nó về đây để tôi nuôi, hay là để ở trên đấy rồi ông chạy qua chạy lại hai vợ, hay là như thế nào? Phải hỏi cho nó rõ, xem cơ bản nhất là thái độ ứng xử của ông ấy nhá. Em thì em cũng hỏi như vậy, nhưng mà anh nói là như là chỉ có trách nhiệm chạy qua như như cấp tiền này kia,
kia thôi, nhưng mà người mẹ thì nó không quan tâm nữa, nói với em vậy, nhưng mà em thì chả tin. Đúng, anh chả tin, bởi vì mỗi lần lên gặp đứa con thì gặp mẹ nó một tí, đúng không? Bởi vì người ta cũng có tình có cảm với nhau rồi. Đấy, cho nên mình sẽ rơi vào cái tình cảnh là bây giờ thế này. Đúng là ông có thể ông không bỏ được con ông ấy, bởi vì người lại còn người cùng xã nữa, và cũng tiện thợ lợi là người ta cũng chạy qua chạy lại. Rồi bên nội cũng như là các anh chị mà bên nhà chồng ấy, người ta có thể lúc đó người ta cũng muốn giữ gìn, đề phòng là mình ghen tuông quá, mình làm mạnh tay, cho nên là người ta mới dọa đuổi cái cô kia là về đi để không chọc tức mình, chọc giận mình, để mình có thể có những hành động nọ. Chứ còn về mặt này khác là người ta cũng thấy thôi, cũng là cháu người ta, đúng không? Cái đứa bé kia nó không có lỗi gì cả, cũng sẽ là cháu ông bà, nó vẫn là cháu của các bác, cho nên là người ta cũng sẽ chẳng phải đến nhà cô kia để người ta đánh đập gì cô, hay là ta bắt cô là bỏ đứa con đi đâu. Cái chuyện ấy là tất cả lúc ấy người ta đứng về phía mình là người ta chỉ lo rằng mình cảm thấy mình bức xúc rồi, mình có những hành động nó dại dột. Thế thì mình đang rơi vào tình cảnh là một là phải chia sẻ chồng đó, chắc chắn là mình sẽ không làm gì được, thì đành là chấp nhận là thôi thì cứ một tuần thì ông lên trên đến một ngày, rồi hai nữa là ông buôn bán lặt vặt có được cái gì thì cũng phải đưa lên đấy. Con nhà mình mấy cháu? Dạ hai cháu. Trai gái? Dạ hai trai. Bên kia sắp đẻ chưa? Dạ sao tháng mấy. Là em hỏi thì anh nói là y như là đi chơi với bạn bè rồi vui quá trớn là chỉ bị gài. Rồi tất nhiên người ta cũng phải nói thế thôi cũng được, không ai người ta nói là anh thương cô, anh gạ gẫm, anh phải tán tỉnh mãi mới được. Người ta cũng phải nói là bị gài bẫy, bị lừa, hôm ấy anh quan hệ anh chẳng biết gì, bọn bạn nó rủ dê uống có chục chén, cuối cùng mở mắt ra thấy nằm cạnh cô ấy, chắc cô ấy lừa anh. Tất nhiên những ông chồng thường thường cũng phải dùng cái bài ấy, ít ra thì cảm thấy nó nhẹ lòng hơn một chút, là một cái sự thật trắng phớ là người ta đi lại với nhau cả năm nay rồi, đúng không? Em thì em dự định thế nào? Giờ em cũng không biết sao, đang hụt hẳn, không biết là nên thôi hay là ở. Đấy, nếu ở thì chấp nhận là gọi là chia đấy. Mình thôi vợ cả vợ chính, chắc tất nhiên là họ sẽ không đăng ký kết hôn, về mặt luật pháp chỉ có một vợ thôi, nhưng mà trên thực tế thì bên kia là người tình, người mẹ đơn thân, người ta tự đẻ, người ta tự nuôi con, và bố này là bố không chính thức, qua qua lại lại rồi hỗ trợ tài chính nuôi con. Và chắc chắn là mình cũng sẽ bị chia sẻ tình cảm, mình không còn nguyên vẹn 100% nữa. Đấy, mình xem nếu như thế thì mình có chịu được không. Thế còn cái việc thứ hai là mình nghĩ đến chuyện bỏ thì có tiếc không, được cái gì. Bởi vì đôi khi có những người chỉ muốn hất đi cho xong, bỏ hết đi cho nó lành. Thậm chí nghe người này người khác nói rằng là cái loại chồng như thế thì giữ làm gì, tao như thế thì tao tung hê đi, tao cho đến nhà cô kia mà ở luôn, vân vân. Thế nhưng mà mình cũng ngẫm lại xem, mình bỏ từ một nỗi đau này mình chuyển sang một nỗi buồn khác còn lớn hơn, một nách lại hai con. Rồi bây giờ vợ chồng nhà cửa nhà đất chia chác như thế, rồi là ông ấy ra đi hay mình ra đi, mình đang đi làm công ty giờ lại dắt díu một đứa con, xong đi thuê nhà trọ trong hai mẹ con cũng vất vả, thì tất nhiên là hướng nào nó cũng có cái khó chịu, cái bực bội của nó. Nên mình cân nhắc làm sao để chọn cái nó đỡ khó chịu nhất thôi, chứ còn trong trường hợp của em thì không có cái hướng nào tốt được nữa rồi. Bỏ cũng không hay mà chấp nhận thì cũng không có sung sướng gì. Cách tốt nhất vẫn là giá đừng ước rằng chuyện nó không xảy ra, nhưng chuyện đã xảy ra trong trường hợp này thì chọn hướng nào cũng đều rất là gian nan. Nghĩ thật kỹ, đừng có vội nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé, và hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Kiên Giang. Vâng, tôi nghe anh ơi. Dạ vâng, chào anh. Câu hỏi của anh là gì vậy? Vâng, câu hỏi của tôi thì tôi hỏi bác sĩ là mà bây giờ là vợ tôi năm nay là 42 tuổi. Vâng. Mà làm sao thuốc tránh thai là 3 tháng. Vâng. Mà ngưng rồi mấy tháng nay làm sao nó cứ bị rong kinh. Rồi, thế là 42 tuổi rồi à? Vâng. Và từ trước đến nay thì là chị ý có dùng thuốc tránh thai không? Cũng lúc có, lúc không, mà cũng mới dùng đây thôi, cũng mới dùng đây thôi. Ồ, thế làm hai người được mấy con rồi? Được 4 đứa rồi, có xui ra, có cháu ngoại rồi. À, có xui ra, có cháu ngoại rồi. Và bây giờ thì là 3 tháng nay thì là uống thuốc tránh thai thì là tự nhiên rong kinh. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, tôi chào anh. Vâng, chào anh. Anh năm nay bao tuổi anh? Em 46. Kinh nguyệt của vợ còn đều không? Kinh nguyệt ấy thì là đều, mà mỗi cái là từ cách đây 3 tháng nay làm sao mà nó cứ rong rong đều, kể như là một tháng 30 ngày thì nó bị hết 20 ngày, hơn 20 ngày bác sĩ. Ồ thế hả? Thế và vợ thì đang dùng thuốc tránh thai à? Hàng ngày à? Và ngưng 3 tháng nay
2 rồi, đi khám ở trên bệnh viện thì bác sĩ người ta nói là nó kiểu nó bị ảnh hưởng cái thuốc ngừa thai ấy, mà không biết có phải không bác sĩ. Ừ, tức là vợ em áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp dùng uống thuốc hàng ngày à? Vâng, uống được có 3 tháng là ngưng rồi, nó bị trong kênh cái là ngưng không dám uống ấy. À, trước đây thì có dùng biện pháp gì? Trước đây là dùng đặt vòng. À thế hả? Xong rồi, sau khi đặt vòng rồi thì mới quay ra sử dụng thuốc đúng không? Vâng. Thế cô ấy uống thuốc được bao nhiêu lâu? Uống được 3 tháng rồi bác sĩ. Uống thuốc 3 tháng xong rồi bị song kinh, thế là bây giờ ngừng uống thuốc rồi gì? Vâng. À, thông thường những người 42 tuổi thì chúng tôi cũng không khuyên là áp dụng pháp tránh thai bằng phương pháp dùng thuốc tránh thai hàng ngày nữa, mà sẽ phải dùng biện pháp khác, bởi vì lúc này thì cái nội tiết ở trong cơ thể nó cũng đã bắt đầu nó có sự thay đổi rồi, cho nên là sẽ dùng biện pháp khác. Thế còn đã ở Kiên Giang thì đã đưa vợ khám ở đâu ạ? Tại vì là ở đây giờ này em chỉ có đi khám được ở huyện thôi, chưa ở tỉnh, là tại cái dịch này là cái các chốt người ta chưa cho đi. Đúng rồi. Có chỗ thì 15, chỗ 16 ạ. Vâng. Trong tỉnh. Ờ, đi khám ở bệnh viện huyện thì người ta bảo bị sao? Là do tác dụng phụ của thuốc à? Vâng, người ta nói là do tác dụng của thuốc. Ừ. Người ta nhìn, người ta khám thôi chứ người ta cũng chụp âm thôi chứ người ta nói là dò cái gì cái máy dò gì ở thì giá nó có, ở đây không có. À thế hả? Ờ. Vâng. Ờ, đúng là một trong những cái tác dụng phụ của thuốc tránh thai hàng ngày ấy, thì nó lại là bị rong kinh. Tất nhiên cũng không phải nhiều người bị cái tác dụng phụ đấy đâu. Thế và thậm chí là có những người lại bị rong kinh nhiều thì người ta lại phải dùng thuốc tránh thai để điều trị, chứ không phải là uống là bị đấy, thế. Thế nhưng mà trên cơ địa vợ mình thì có thể là nó có cái tác dụng phụ của nó là bị rong kinh. Thế nhưng mà rong kinh tới 20 ngày trong một tháng thì thật sự là rất là khó chịu, và thứ hai nữa là nó cũng là gây cái tình trạng mất máu, nó kéo dài, nó để lâu nó cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ. Bởi vì 42 tuổi cũng đã nhiều người mà người ta nếu như người ta có kinh sớm thì người ta cũng có thể đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi, hay nói cách khác là ở cái giai đoạn này thì chu kỳ kinh nguyệt nó cũng không ổn định, thế và nó có thể thỉnh thoảng nó cũng có thể có những cái nó bất thường để chuẩn bị bước vào cái giai đoạn mãn kinh. Thế thì bây giờ thế này, việc đầu tiên bây giờ là ngừng thuốc hoàn toàn thì là vợ đã ngừng rồi. Cái thứ hai nữa là bây giờ thì theo tôi thì thế này, trong cái giai đoạn như thế này thì em nên hạn chế cái quan hệ tình dục với vợ, bởi vì là trong những cái thời điểm như thế này thì rất dễ gây tổn thương hoặc là gây nhiễm trùng nhiễm khuẩn cho cô ấy thì nó không tốt nhá. Còn nếu có quan hệ tình dục thì phải sử dụng bao cao su ngay từ đầu đấy. Thế và một số cái nguyên nhân mà nó có thể gặp thì nguyên nhân hay gặp nhất nó là do đầu tiên có thể là do bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì nó thay đổi nội tiết. Cái lượng nội tiết nó không ổn định, nó cũng có thể là gây ra cái hiện tượng rong kinh, rong huyết như vậy. Cái thứ hai nữa là có thể là ở cơ quan sinh dục của vợ, ví dụ ở tử cung, ở buồng trứng hoặc là ở kể cả vòi trứng nó có những cái bất thường, nó không bình thường thì nó cũng có thể gây ra hiện tượng rong kinh rong huyết. Ví dụ nhiều người phụ nữ bị u xơ tử cung chẳng hạn thì cũng rất hay bị kiểu rong kinh rong huyết như thế. Ví dụ như thế, đấy là tôi đang đưa ra với mình một số cái nguyên nhân. Thế rồi một số cái nguyên nhân khác nữa, ví dụ như suy buồng trứng chẳng hạn thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc sản xuất ra nội tiết tố sinh dục nữ, và nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như thế. Thế tóm lại là để kiểm tra được cái nguyên nhân vì sao mà cái hiện tượng rong kinh như vậy thì đúng là mình phải đi khám ở những cái nơi nó có chuyên khoa tương đối là sâu ấy, thì lúc đó người ta sẽ có nhiều những cái biện pháp hơn. Bây giờ quan trọng là mình cố gắng động viên cho vợ và cho cô ấy ăn uống bồi dưỡng. Ví dụ có thể uống thêm viên sắt hoặc là ăn những cái thực phẩm mà nó có dầu sắt, hoặc là để cho nó tạo máu ấy, nó cung cấp tạo máu để hỗ trợ cho vợ, bởi vì là rong kinh rong huyết kéo dài như thế này nó cũng gây hiện tượng mất máu và có thể cô ấy sẽ rất là mệt nhá. Thì mình sẽ chăm sóc thêm cho vợ, rồi có điều kiện thì mình sẽ đi khám thì sẽ tìm được nguyên nhân và sẽ điều trị được cho vợ mình. Rồi, xin chào anh nhé, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thị Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Vâng, em chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Vâng, em với một chị ấy, thì chị muốn là chị có một con rồi, nhưng mà bây giờ chị
muốn sinh con thêm thì vi chứng của chị kém ấy. Chị đi làm IVF mấy lần đều kiểu nỗi các thứ ấy, thì chị muốn viêm trứng em, thì ngoài cái vấn đề sức khỏe ra em còn sợ sau này là ví dụ mình về cái lĩnh vực tình cảm sau này ấy, thì em rất ăn lo con nên giúp chị cho chị trứng không ạ? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện chị nhé. Công nhận là mình cũng chắc là phải thân nhau lắm ấy nhỉ? Thực rất ra thân thì... đúng không? Có thân không? Không phải chị em gái nhưng mà cũng là mối quan hệ trong gia đình, nhưng mà em cũng không muốn nói cái mối quan hệ này bởi vì em sợ sâu quá. Nói chung là chỉ là giúp nhau chứ không phải là thương mại chị ạ. Đúng rồi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em 32, chị thì 40. À thế hả? Thế và bạn ý mới có một cháu à? Vâng. Và bây giờ thì chồng của bạn ý thì như nào ạ? Chồng chị đấy cũng đồng ý nhưng chị chỉ nói là chị xin ở bệnh viện thôi. À. Kiểu hai vợ chồng cũng muốn sinh con theo ý muốn mà. Ừ. Chồng bạn thì có biết chuyện không? Chồng em thì bảo là cái này thì tùy em ấy. Em có nói chuyện ạ. Nếu mà thế thì dự định là phương pháp sẽ là thụ tinh trong ống nghiệm đúng không? Sau đó thì sẽ nhưng mà thực vào... ra là cái đắn đo về sức khỏe thì em có nghĩ là có thể vượt qua giúp chị được, nhưng em sợ sau này về cái vấn đề ví dụ mình cứ thỉnh thoảng lại gặp con mình hoặc các thứ sau này về cả cuộc đời về sau này ấy. Đúng rồi. Em không biết là có vượt qua được không? Đúng rồi. Nếu như mà bạn hiến tặng trứng ở trong bệnh viện thực sự ấy, vâng, hoặc đấy, là chị ấy sử dụng trứng của một người vô danh nào đó ở trong bệnh viện, tức là không biết về nhau ấy, thì nó lại rất là dễ đúng không? Và nó chỉ là những cái thủ thuật về bên hỗ trợ sinh sản thôi. Đấy. Em thì cũng không dám hỏi kỹ, nhưng mà em nghĩ chắc chị là sợ là ví dụ xin ở ngoài thì không biết nguồn gốc hoặc là có bệnh gì kiểu về gen, kiểu bệnh di truyền hay các thứ, em đoán thế thôi. Cái này thì quyết định cuối cùng vẫn là ở mình. Vâng, mình hiểu. Có vượt qua chính được cái cảm xúc của mình hay không để mà tặng trứng của mình cho bạn mình. Tuy nhiên thì như mình cũng đã đang rất là cân nhắc, bởi vì nó có nhiều cái hệ lụy đúng không? Và tất cả những cái hệ lụy đấy thì nó rất là kéo dài, chứ nó không phải là ngày một, ngày hai, hay nó không phải chỉ là mình hiến tặng xong đi rồi là xong, mà kết quả nó rất là lâu dài. Cũng chưa biết chừng nó có thể ảnh hưởng cả đến cái hạnh phúc gia đình nhà mình nữa, mặc dù tại thời điểm này có thể chồng mình cũng ưng thuận. Thế thì theo tôi thì thế này, tốt nhất cả hai vợ chồng người ta phải đồng thuận và người ta phải đến bệnh viện có cái hỗ trợ về cái chuyên khoa về hỗ trợ sinh sản. Thế và họ cũng phải thực hiện rất nhiều các cái thủ tục cũng như là các cái cam kết. Mẹ hiện nay là hơn 40 rồi thì cái 40 ạ. Ở 40 thì cái xác suất của đó cũng không phải hoàn toàn là 100% đâu. Thì bác sĩ ở nó khuyên là xin trứng thì chị bị kém ấy. Ừ, tự tin trong ống nghiệm mà cái tỷ lệ thành công nó cũng dưới 50%, chứ đừng nói là lại còn trứng của mình nữa. Tuy nhiên đấy thì có nhiều cái mình phải cân nhắc, chứ còn cái này thì chuyên gia cũng không thể nào quyết định thay cho bạn được. Dạ, em cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn chuyên gia. Rồi, chào bạn nhé, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo. Tôi đang nghe đây, câu hỏi của bạn là gì? Em năm nay 30 tuổi. Rồi. Và yêu một cô gái 25 tuổi. Rồi. Em đều yêu nhau lần đầu. Thế à? Em công tác ở công ty Lilama. Thế à? Vâng. Thế rồi. Nhưng mà em phải đi công tác liên tục. Nhưng mà cô ấy trước khi yêu em là... cô ấy bảo là sẽ chuyển về quê em rồi. Để cho gần gia đình các cụ giúp đỡ. Là Bắc Ninh à? Cách nhà 80 cây cơ. Thế nhưng bây giờ chúng em đến với nhau thì cô lại không muốn cưới nữa. Ừ. Bởi vì cô ấy bảo là em phải chạy cho cô về. Mà gây go quá, kinh tế bây giờ không làm nào được. Sao lại cứ phải nghĩ là chạy nhỉ? Và thì cô ấy bảo là bây giờ phải chạy cho cô ấy về gần. Ừ. Cô ta làm nghề gì? Cô ấy dạy học anh ạ. À, thế thì có chỉ tiêu thì xin là sẽ được thôi, chứ làm sao phải chạy. Không xin được anh ạ. Thế à? Cô ấy lại nhờ em mua các thứ lằng nhằng cho gia đình này, cho cô ấy, nhưng mà em chả dám thanh toán lần nào cả. Thế mình sợ. Nhiều tiền không? Cũng nhiều đấy. Thế à? Tổng cộng là bao nhiêu rồi? Tổng cộng cũng phải độ 30. 30 triệu á? Vâng. Ủa, cô ta có hay nghe đài không? Chả biết cô ấy có nghe không, nhưng mà em nghĩ về bạn gái thì em không muốn nói. Cô mà nghe thế thì cô lại xin số tài khoản rồi cô chuyển thẳng 30 cho lần chết. Bây giờ em có bạn mới, cô cứ nói xấu trên mạng chán lắm. Thế lại bỏ rồi à? Bỏ cái cô anh em bảo là nếu mà không lấy nhau nữa thì phải chia tay. Thế chia tay thì cô lại cứ nói xấu. Thế chia tay rồi à? Vâng, em chia tay rồi. Thế bây giờ bạn hỏi chúng tôi làm gì nữa? Em muốn hỏi xem là cô cứ nói xấu thế thì nên như thế nào? À, thế đâm ra là hai người không có cơ hội quay lại nữa à? Dạ vâng. À, thế à? Tôi lại cứ hí hửng là tưởng là sẽ lo được cho người yêu về gần nhà.
Thế bây giờ bạn mới thì làm sao? Thế bạn nào? Bạn mới thì bạn bảo anh phải nghiên cứu kỹ, không thì em cũng ngại lắm. À, thế à, bạn mới thì bao nhiêu tuổi? Bạn mới cũng kém em 5 tuổi thôi. Thế à, thế là cũng xác định lâu dài chưa? Em cũng xác định lâu dài, nhưng mà tình hình này thì em thấy nó phức tạp quá. À, bây giờ phải giải quyết dứt điểm cái cô cũ đi đúng không? Em bởi giải quyết dứt điểm rồi, nhưng mà cô ta hay cứ nói xấu đúng không? Cô ta nói những cái gì, xấu những cái gì? Ví dụ như là nói gia đình thì em không tốt, thì em là người không có lập trường. À. Không có lập trường. Thì em là người thế nọ thế kia, em không thích. Nhưng mà xấu ấy có thấy thật đoạn nào? Cái đó hoàn toàn có anh. À, thế em à? Đàn ông thật, nhưng em không muốn nói những cái chuyện này. Ừ, nhưng mà tôi cũng thấy có vẻ không có lập trường. Thấy cái đoạn mà xa xa gần gần 80 cây số thì đã thấy là đã chia tay nhanh thế rồi, chứng tỏ tình cảm nó cũng đơn giản nhỉ? Không phải, cô muốn em là phải chạy về cho cô ấy cơ. Ờ, rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi chào em, trai 30, 30 tuổi đang xoan, cứ từ từ không sao cả đúng không? Li Lama là văn phòng đặt ở đâu em? Em ở Bắc Ninh mà. À, ở thành phố Bắc Ninh hả? Vâng ạ. Đúng rồi, lắp máy, tổng công ty lắp máy gì đấy đúng không? Em, vâng, em cứ phải đi suốt, em có nhà đâu. Ô, nay tỉnh này, mai tỉnh khác. Thế thì người ở đâu người ta cần lắp máy thì mình phải đi lắp chứ, lại còn nằm ở nhà lắp cái gì? Thế nên là mới muốn yêu cầu cô về quê, nhưng mà cô không, cũng muốn về nhưng mà muốn em phải chạy cơ. Thế còn thì quê em thì ở đâu? Quê em ở Hà Nam. À, Hà Nam tôi ở chỗ Phủ Lý đấy hả? Dạ vâng ạ. Hay là huyện... Em ở Bình Lục. À, Bình Lục. Tức là muốn thế này, mình thì làm ở Bắc Ninh, nếu lấy cô nào thì phải chuyển cô về ở Bình Lục. Thế xong rồi mình cứ tuần thì mình lại phi từ Bắc Ninh về với vợ, xong rồi sáng thứ hai đi làm sớm như thế đúng không? Ừ. Cô cũng ở Bình Lục anh ạ. Nhưng mà hiện nay cô cái cô nào ở Bình Lục? Cô cũ ấy, cô cũ người yêu cũ là vẫn ở Bình Lục. Thế sao sợ đấy còn chạy đi đâu? Thế thì cô muốn bảo em là phải về đấy. Vì bây giờ cô có ở Bình Lục đâu, nhưng mà quê chúng em thì đều ở Bình Lục cả mà. Cái quan trọng gì quê ở đâu, cơ bản là em thì em muốn rằng em đi làm ở Bắc Ninh, nhưng mà lấy vợ thì vợ phải về Bình Lục ở để cho cạnh bố mẹ mình đúng không? Vâng, mà cô cũng cạnh nhà cô ấy. Rồi, thế nhưng bây giờ không nói đến cái cô cũ nữa. Vâng. Ờ, chuyện nó xong rồi, đã giải tán, đã đưa nhau lên mạng nói xấu thì rồi. Thôi nói xấu cũng là một cách để mình rút kinh nghiệm. Cô có nói nhiều, viết trên Facebook hay là trên cái gì? Cô viết trên Facebook, cô nói lịch tình. Cô có nói rõ tên em là anh Nguyễn Văn Tuấn ở Bình Lục, là người đàn ông không có lập trường, yêu người ta mấy năm xong nay đùng một cái bỏ, có thế không? Cô không nói thế. Thế cô nói nào? Nói xấu thôi. Cô nói thí dụ như là nhà không cơ bản, bây giờ thì bố mẹ không tốt. Ôi, thì kệ. Thì nói lình đình lắm. Thôi thì vì không tốt, gia đình thì không cơ bản, tôi thì không có lập trường cho nên tôi cũng không dám yêu cô. Giờ tôi xin tôi rút yêu người kém hơn. Không sao cả. Mãi rồi người ta cũng sẽ chán. Tưởng là người ta nói thẳng tên mình, rêu rao lên rồi ai đọc cũng biết chứ còn thì. Đây chẳng qua thế này, em rút lui em đột ngột quá. Vì thực ra thì cô cũng mong muốn gắn bó với em, chỉ cần em cố gắng một chút thôi thì có thể động viên là chạy trước thì cũng phải từ từ, hai nữa là chưa chắc đã cần chạy, hoặc là cái mối quan hệ của em với cô ấy là cũng nhiều người biết đúng không, đồng nghiệp cô đều biết đúng không? Cũng ít thôi ạ. Nhưng mà có cái là cô yêu cầu em lớn quá, yêu cầu tiền chạy như thế thì em không chạy nào được. Thật ra thì hoàn cảnh của em là nó khó khăn, chứ còn thì với cái yêu cầu có nhiều người mà người ta muốn này mình bốc một cô giáo về để ở gần bố mẹ mình để mình yên tâm đi công tác, lại còn có người chăm lo bố mẹ mà chỉ có mất phần đấy tiền ấy, mà hơi bị rẻ thôi. Nhưng bây giờ không nói chuyện cũ nữa. Cô nói chán thì thôi, mình không có bực tức, mình cũng không gây sự. Ví dụ cô viết ở trên thế, mình lại dưới mình lại comment lại, mình lại nói lại rằng em là người tồi rồi, em không đáng là thế nọ thế kia làm gì đúng không? Tự nhiên mình lại biến thành một người cãi nhau. Cô viết để cô xả cái bực cái tức của cô thôi, rồi một thời gian nữa thì nó cũng sẽ không ai để ý đến nữa. Bây giờ thì mình tập trung nghiên cứu cái đối tượng tiếp theo này. Làm quen được bao lâu rồi mà cô ấy thì có lặp lại cảnh cũ không? Có quá khó khăn về chuyện ở xa không? Không, cô này thì không, vì chúng em cùng gần cơ quan nhau mà. Tức là cô cũng ở trên Bắc Ninh. Vâng, nhưng mà cũng gần cơ quan nhau. Biết rồi, gần cơ quan thì em có định lại phải đưa cô về dưới Bình Lục không? Cô cũng có đồng ý về, mà cô ấy bảo cô về được. Cô làm nghề gì? Cô cũng giáo viên. Cái cô này thì là sẵn sàng về được mà không cần phải là anh chạy đúng không? Em tự chạy. Không cần gì cả. Thật à? Vâng. Cô dạy môn gì? Cô dạy môn hóa. Cấp 3 hay là cấp 2? Cấp 2. Cấp 2 môn hóa. Thậm chí là thôi việc ở trên Bắc Ninh xong là về Bình Lục rồi có cái bằng cầm đi bắt đầu xin lại từ đầu, đúng không? Cô chắc mới ra trường, cô kém em 5 tuổi, nghĩa là 25. Vậy chắc mới ra trường độ 2 năm. Vâng, thế ạ. Ừ. Đúng thế. Cũng nếu mà ấy có khi cũng mới hết tập sự, chưa có gì lắm đúng không?
thậm chí là nếu cần thiết tình yêu đủ lớn thì bỏ đi, còn mình đã có cái bằng sư phạm rồi thì mình đi Cà Mau, mình xin ở Cà Mau, đi ở Đồng Tháp xin Đồng Tháp chứ đâu có cần gì lắm, đúng không? Thế thì tốt. Bước đầu thì nghe thấy rằng là cô ấy có cái sự quyết tâm, và hiện nay thì là e nhà em với nhà cô, chỗ em làm với chỗ cô ấy làm nó gần nhau, có điều kiện để mà tìm hiểu. Cứ tìm hiểu tiếp tục nhá. Thế và em cũng nhất thiết là phải về Bình Lục không? Bởi vì nếu nhà mà đông anh em, rồi bố mẹ còn khỏe còn trẻ, thôi mình cũng còn rất là trẻ, tung bay bay nhảy đi, mai kia để già tính sau, về quê sau. Còn bây giờ đừng có cứ xác định đi gặp ai, cứ phải là nếu lấy anh thì về Bình Lục, nếu lấy anh thì về Bình Lục, thì nghe nó cũng 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 là cái đặt khó cho người ta nhá. Bước đầu thì nghe thấy cái đối tượng sau này cũng có thể có sự quyết tâm hơn, nhưng mà lưu ý là thôi hỗ trợ tiền hay là tặng quà hay gì đấy đi, mình đừng có kể lẻ rồi đấy, nó lại thành mang tiếng là mình là người cứ làm cái gì cũng ghi sổ tay kinh thế, đúng không? Nghĩ trong bụng thôi, nhẩm mọi người thôi chứ cũng không cần phải kể lẻ nhá. Rồi bạn đã nghe rõ rồi chứ, chúc bạn hạnh phúc nha. Chào anh Tinh Đoàn nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Đây là tôi đây ạ. Vâng. Chào bác ơi. Vâng. Chào bác nhé. Vâng, tôi muốn hỏi cho cái thằng cháu trai nhà tôi mà. Vâng, cháu trai nhà chị. Vâng, năm nay cháu 34, 35 rồi bác ạ. Dạ vâng. À, cháu đã có một đời vợ rồi. Vâng. Vợ cháu lại đi Trung Quốc, là cháu đẻ hai đứa con gái. Vâng. Hai đứa con gái, một đứa lớn năm nay là cháu 14, còn một đứa thì 13. Rồi ạ. Nhà tôi nuôi mà ông bà nội nuôi, thì giờ bố cháu thì từ hồi mẹ cháu bỏ đi là tức là 14 năm nay rồi thì là nó cứ đi như con thư thân ý. Đại khái là cũng yêu nhiều người lắm rồi đưa về, nhưng mà cũng bảo là cưới, nhưng mà bác ơi làm sao, trước thì đẻ hai đứa con là như thế, đẻ là 2 năm liền là đều hai đứa con vậy. Thế từ đấy giờ vợ nó đi thì cháu nó cũng có đi, gọi như trước ngày mình bảo là nó đi Giang Mai chứ bác ạ. Vâng. Là nó về thì nó cũng giấu tôi, thế là đến 2 ngày hôm sau nó mới bảo thì tôi cũng có đi, tôi với em thì tôi đi, tôi mua cho cháu cái thuốc, tôi cũng đến đội thuốc, tôi cũng kể cho bảo là cháu nó bị bệnh Giang Mai. Vâng. Bây giờ nó đi, tức là nó đi với gái thì nó bị bệnh Giang Mai, thì bán cho tôi thì họ bán cho là 5 ngày thuốc bác ạ. Vâng. uống thì cháu khỏi. Vâng. Thì họ dặn là khi nào mà khỏi mà sang đây mà nó không ra mủ nữa thì sang đây thì là mà không ngứa nữa thì họ sẽ bán là cho thêm 3 liều nữa. Vâng. Thì tôi cũng sang uống 3 liều tiếp thì là đến khi tức là nó uống nó khỏi rồi là nó có đi, thì từ đấy là đến bây giờ vậy là lấy đời vợ rồi mà sau không đẻ, không có con bác ạ, đẻ được. Tôi nói với các bác là giúp cháu xem là uống cái thuốc gì mà để cho cái tinh trùng nó khỏe lên. Oh. Là cháu có đẻ thêm được một bận nữa không? Rồi, con trai chị là lấy vợ hai là được bao lâu rồi? Lấy 2 năm nay rồi bác ạ. 2 năm nay và chưa có con đúng không? Và chưa có con. Mà đi khám thì vợ thì không bận gì. Nhưng mà chồng là cái tinh trùng của cháu là nó vẫn là âm tính chứ không phải là dương tính. Ông bác sĩ ông bảo là nếu như mà nó là dương tính thì không thể được. Nhưng mà đây nó vẫn là âm tính. Thế nhưng mà có cái là nó yếu. Là nó tóm lại là con trai của chị là vẫn dương tính với Giang Mai đúng không? Vâng. Và tinh trùng thì yếu đúng không? Vâng, đấy. Năm nay cậu ấy là bao nhiêu tuổi, con trai chị bao nhiêu tuổi? Cháu là năm nay là đi 35 rồi, cháu tuổi mão đấy. Thế 35 tuổi rồi mà đi khám thì mẹ cũng phải lôi đi, đi mua thuốc thì mẹ cũng phải đi mua hộ đúng không? Vâng, tức là cháu nó về nó bảo thì tôi phải đi tôi mua. Rồi, tôi hiểu rồi. Lo lắm bác ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Vâng, tôi chào chị. Vâng, tôi chào bác. Vâng. Thực ra là chị rất là yêu con. Vâng. Chị yêu con nhưng mà nó không đúng cách. Vâng. Vâng. Cái chuyện thôi thì vì vợ bạn ấy bỏ đi Trung Quốc, cái cuộc sống của gia đình nó không được như ý muốn, cho nên là bà nội thì lại phải nuôi 2 con đúng không? 2 cháu. Vâng. Thế và con lại được chẩn đoán là Giang Mai, tức là một cái bệnh xã hội nó rất là ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, không phải trước mắt mà cả lâu dài. Nếu đúng thực sự là được chẩn đoán Giang Mai thì nó phải được điều trị đúng ở chuyên khoa da liễu và thậm chí là phải điều trị rất nhiều năm. Tại sao chị lại có thể đi ra hiệu thuốc mà kể mà hiệu Thái Bình mà lại dám bán thuốc Giang Mai cho con chị? Tôi thấy thật sự là rất là quan ngại, bởi vì nếu đúng là Giang Mai mà điều trị như thế thì không, nó không những nó đã không khỏi mà nó lại trở thành Giang Mai mãn tính. Mà khi mãn tính như thế thì con chị lấy vợ có thể còn làm lây ở sang vợ mới, rồi thậm chí là nếu có con thì lại còn lây ra con nữa, tức là người ta gọi là Giang Mai bẩm sinh. Nếu đúng thực sự là Giang Mai thì thật sự là mình đã
đã yêu con không đúng, cũng như là cái mà chị xử lý nó không đúng với sức khỏe của con. Bây giờ thì thế này chị ạ, thôi mình sẽ không bàn về cái chuyện đấy nữa, mà tôi muốn là chia sẻ với chị là con chị phải làm gì bây giờ để mà cái không phải chỉ sức khỏe của bạn ý mà còn phải tương lai rồi hạnh phúc rồi là vợ rồi con ở cái người vợ sau này, đúng không ạ? Trước mắt bây giờ thì chị không thể làm thay con chị được nữa rồi nha. Chị chỉ có thể hỏi chúng tôi lần này nữa thôi. Còn con chị 35 tuổi phải tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và phải tự đi kiểm tra, đi khám để đánh giá đúng cũng như là điều trị được những cái bệnh mà hiện nay anh ta đang có. Việc đầu tiên là anh ta phải đến bệnh viện chuyên về da liễu. Nếu mà Thái Bình ý thì có điều kiện thì nên đến Hà Nội, lên Hà Nội đến bệnh viện da liễu Trung ương nhá, nằm ở cổng sau của bệnh viện Bạch Mai. Tại sao tôi lại nói chị đến đấy? Bởi vì là con trai đã bị rất là lâu rồi, cần phải đến đấy để xem là hiện tại có không, hoặc là có mắc những cái bệnh gì khác không, cái bệnh người ta gọi là bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục khác không. Đấy, để mà người ta phát hiện ra thì lúc đó người ta mới điều trị được. Ít nhất anh ta phải được khỏi những cái bệnh đó đã. Thế và khi đi thì cả hai vợ chồng cùng phải đi khám, bởi vì có những bệnh nó sẽ lây qua đường quan hệ tình dục mà vợ mắc. Bây giờ vợ có thể chưa có triệu chứng, tức là chưa biểu hiện ra triệu chứng gì, nhưng có thể đã bị lây bệnh rồi và đã có bị mắc bệnh nhưng nó chưa có triệu chứng. Đấy là việc đầu tiên anh ta phải làm như vậy đã nhá. Sau đó thì khi mà điều trị khỏi tất cả các bệnh hiện có thì sẽ phải quay trở lại bệnh viện chuyên về khoa sản, có cái khoa mà hỗ trợ sinh sản, cả hai vợ chồng đều phải được kiểm tra. Đấy, ban nãy chị có nói với anh Thành Văn chắc là con cũng đã được làm xét nghiệm tinh dịch đồ gì đó đúng không? Thế mà xét nghiệm tinh dịch đồ thì có tinh trùng, nhưng mà tinh trùng số lượng thì ít và có thể tinh trùng nó cũng không được khỏe mạnh bình thường, trong khi con dâu thì bình thường, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới việc có thai tự nhiên của con dâu đúng không? Bây giờ chị nói với con trai chị, cả hai vợ chồng nó phải đi hỗ trợ sinh sản. Thái Bình hình như cũng có bệnh viện chuyên về sản nhi đúng không chị? Có. Vâng, đúng rồi ạ, đến đấy cũng có thể được nhá. Và ở đấy các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra tổng thể cả hai vợ chồng, sau đó thì yếu ở đoạn nào người ta sẽ hỗ trợ cho mình ở đoạn đấy. Chứ hai vợ chồng này lấy nhau 2 năm mà đời sống tình dục bình thường mà chưa có thai thì cần phải đi kiểm tra lại và phải được hỗ trợ sinh sản chị nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào chị nhé. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Dạ vâng, em nghe đây ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ vâng, em có một chút tư vấn em một chút là nói chung là vợ chồng kiểu xô xát nên cô ấy bỏ đi 4 lần rồi thì em lại về lần thứ 5. Rồi. Muốn gọi điện như thế thì không biết là em giải thích như thế nào mà cho cô quay lại. Lấy nhau được lâu chưa? Dạ 7 năm. Thế à? Thế là một năm cô ta bỏ đi mấy lần? Dạ không, mới về năm nay từ Tết đến giờ là lần thứ 5. Tức là trong chưa được một năm mà đã 5 lần bỏ đi á? Dạ vâng, cô mỗi lần ban lần trước thì cứ 2 ngày thì về. Rồi. Xong lại đến một tuần. Rồi. Đợt này thì mùng 3 tháng 9. Rồi. Thế là 6 năm trước cô ta không bỏ đi lần nào. Chỉ có năm nay là năm thứ 7 thì cô ta mới bắt đầu bỏ đi thôi đúng không? Vâng ạ. Ừ. Xô xát về vấn đề gì vậy? Đánh nhau à? Không. Em thì hôm đấy thì nó nói chung là nó nhiều chuyện. Em lại đang ốm. Đau rồi là em bị nao khớp háng hay nao xương. Em thay rồi nhưng mà yếu không làm được. Nhưng em vẫn dần lấy xe nhưng mà vẫn làm bình thường việc nhà, nhưng mà không hôm đấy có cáu một tí thì cô ấy hôm sau cũng bỏ đi không nói gì. Thế lần nào cũng cáu đạp cho phát thì là gãy thêm khớp háng đấy nhá, đừng có đạp đánh nhá. Đâu em đặc biệt em không đánh vợ, không đánh lần đầu bởi vì khớp háng mình mới thay mà nhá. Em thay thì nói chung là 28 rồi đó. Thế lần này là cô ta đang ở đâu? Ở bên công ty. Lên công ty ở à? Lên phòng trọ. À, thế là phòng trọ chắc là mấy chị em ở cùng với nhau đúng không? Cái đấy em không biết được, nhưng mà em định vị ra thì cô ấy cách công ty có 6 cây số. Được rồi. Thế là con cái thì thế nào? À, nói chung là chúng em đấy đến với nhau thì
có nếu mà còn đấy thì là cháu năm nay được xong tuổi thứ hai đấy, nhưng mà không biết là cô ấy bị hỏng hay là cô ấy phá ấy, em mới chẳng rõ nữa. Thế là tóm lại là hai vợ chồng lấy nhau 7 năm chưa có con đúng không? Chưa, bây giờ chỉ có con của cô ấy, cô dẫn con cô ấy đi mà em có con như là con em luôn. À, tức là cô ta có con riêng trước khi lấy bạn à? Vâng. À, lớn chưa cháu, nó lớn chưa? Đâu, em cũng có con riêng mà. À, thế tức là đổ giá cặp lại à? Dạ vâng. À, thế là bạn thì đang nuôi con riêng à? Em thì nói chung là đang nuôi con của vợ, chứ còn con của em thì nó cháu lớn rồi, cháu sinh hai nhà hai. À. Rồi, thế là bây giờ con của cô ý thì cô cũng lôi đi cùng đúng không? Vâng. Bây giờ bạn đang ở một mình. Vâng, em nói chung là giờ này em chán nản, chẳng muốn nản. Rồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em sinh năm 80. 80 là 41 rồi gì nữa, đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, chào em. Chào em, chào anh. Sinh năm 80, 41 tuổi. Thằng cu đời vợ trước là có một thằng cu đúng không? Mà, dạ vâng. Mà nói là nó 19 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng. Ồ, thế nó ở với ai? Ban nãy em không phải nuôi, bây giờ nó đi làm được à? À vâng, cháu nó bây giờ đi chợ bà ở một mình, cháu ở với bà. Bà nội. Vâng. Bà nội ở một mình cho nên là con trai thì phải ở với bà nội. Và dạ. Con đi làm hay còn đi học? Dạ, cháu đi làm công nhân được 2 năm rồi. Ôi thế à, học xong dạ. Là bố nuôi cho con đi học công nhân. Ừ, à. Thôi thế cũng được, có khi quay đi quay lại lại lấy vợ bây giờ đấy. Rồi mình lại lại thành ông sớm bây giờ đấy. Em chúng nên hết rồi. Bởi vì là nếu mà không đi học đại học ít ra nó hãm lại được đến 24-25 ra trường đi làm vài năm thì thế. Còn thì ban nãy mình nói là phải nuôi con của vợ, tức là khi mà em lấy cái cô thứ hai này có đăng ký kết hôn không hay là cứ gá nghĩa với nhau vậy thôi, thích dạ, thì về ở với nhau? Nói chung đăng ký kết hôn thì có nhưng mà bị thiếu thủ tục cái tờ giấy ở trong quê của cô ấy là chứng nhận chồng của ấy chết, không biết thật hay hư nào mà nên thì không được. Thế là từ đấy tóm lại là không có đăng ký kết hôn. Tóm lại bây giờ là chưa đăng ký. Thế thì về mặt nguyên tắc, về danh nghĩa, về mặt luật pháp là chưa phải là vợ chồng. Thích thì dọn ở với nhau, dỗi thì ra đi, và ra đi thì nếu không về thì coi như cứ thế mà ra đi đấy. Đấy cho nên là cái mình cứ phải xác định rõ cái bản chất của cái mối quan hệ. Tất nhiên là có thương yêu nhau thì mới thích rồi mới dọn về ở với nhau. Nhưng mà rồi cô ấy thấy rằng có thể cô không hài lòng về nhiều thứ. Cái chuyện mà cãi rồi xô xát để bỏ đi nó chỉ là cái cớ thôi, nó chỉ là cái giọt nước tràn ly thôi. Có thể là cô nhìn thấy tương lai là mình cũng không làm ra nhiều tiền này, sức khỏe cũng không khỏe lắm này, rồi tính mình cũng không phải thoáng đạt này, rồi cũng kể cả cái chuyện kia em có còn khá không? Bởi vì mình... À, không, em cái chuyện tình cảm ấy thì thật sự báo cáo anh là em hơi kém. Vâng, đấy tình dục ấy ạ, em hơi kém. Đấy, bởi vì anh cũng nghĩ cái chuyện mà em phải mổ khớp háng các thứ thì cái nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống tình dục. Vậy thì một cái người phụ nữ mà người ta đã đi tái hôn, người ta đã có một đời chồng, bây giờ người ta cũng mong muốn ở một cái người khác thì này có sức khỏe này, đời sống kinh tế thì nó cũng phải khấm khá này, thế rồi là cũng tử tế thương yêu cô ấy, thương yêu con cô ấy này, thế rồi về kể cả đời sống tình dục thì nó cũng phải ngon lành. Nhưng có thể là cô ấy ở với em tuy chưa đăng ký vợ chồng nhưng mà gọi là cứ sống thử đấy, thấy nó cũng hài lòng lắm. Tiền bạc thì không nhiều, mặc dù em vẫn nói là em vẫn còn đi lái xe vẫn kiếm được, cũng không đến nỗi khó khăn, nhưng mà cũng không phải khá giả gì lắm đúng không? Thế dạ, rồi vâng. Sức khỏe thì tất nhiên đã mổ rồi nhưng mà cũng phải gượng nhẹ, bởi vì mạnh là nó cũng sẽ ảnh hưởng. Rồi như em nói là đời sống tình dục lại còn kém nữa thì đúng là mình nó có ít cái thứ mà để người phụ nữ người ta cảm thấy mong đợi. Thôi ra như mình đại gia thì nó có hơi ít kém kém về tình dục, nhưng mà mình có nhiều tiền, hoặc là ngược lại là tiền thì không có nhưng được cái mình đẹp trai và cái chuyện quan hệ vợ chồng lại rất giỏi chẳng hạn, và rất là khá, vợ chồng rất là hòa hợp, thì tức là có cái gì đó để nó neo giữ người ta lại. Nhưng mà hình như tất cả cái thứ mà cần thiết thì em cũng không có nhiều, cho nên là cái việc mà cô cứ hơi mà dỗi một tí là bỏ ra đi, thì thà rằng đến cơ quan để thuê nhà trọ ngoài dắt cả con đi, chứng tỏ rằng là cô ấy thật sự chưa coi cái chỗ nhà mình là một cái nhà, là một cái nơi để mà mình chung sống lâu dài. Chẳng qua là thôi cứ ở để đỡ phải trọ, chứ biết đâu cô cũng có mong muốn là sẽ gặp một đối tượng nào khác hay ho hơn thì sẽ chuyển hướng thì sao, đúng không? Cho nên là việc bây giờ ấy, nếu như cô không về thì em có cần thiết phải gọi cô về không? Có nhắn tin, tức là gọi điện cô cũng nói chuyện, em nói chuyện với con cô ấy. Xong rồi là để
cô bảo là tối em đi làm về em cho anh nói chuyện với con, vẫn tình cảm và vẫn cứ nhắn tin cho em là anh lúc em không ở gần thì anh cố gắng ăn vào uống rượu thôi, giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà em bảo bây giờ ví dụ trong cái sự việc mà em ra đi đấy thì anh có lỗi thì em có thể là cho nhau cơ hội làm lại được không, nhưng mà cô không trả lời. Em thôi thì cái này em chẳng biết là như thế nào, và bây giờ còn mỗi mình. Anh nghĩ rằng là hoàn cảnh của em thì nó đang rất là có vẻ đơn côi và đang có một người phụ nữ ở cùng với mình, dù nó chưa phải là chính tắc chính thức về mặt vợ chồng, nhưng mà ít ra mình cảm thấy là ấm áp. Còn bây giờ thì khi mẹ con dắt đi thì mình cũng thấy cô đơn, cũng mong muốn tìm cô về. Nhưng em thật nhìn thật kỹ vào mối quan hệ này nhá. Nếu như cô quay trở về, mình sẽ nói hết sức đàng hoàng thôi, đây là lần cuối cùng anh muốn nói chuyện. Đấy, bản thân anh đấy, sức khỏe như thế đấy, háng hụt thì khớp khiếc như thế, mổ rồi đấy, tiền bạc làm không ra, làm lái xe lúc được lúc mất, rồi bệnh dịch có khi còn xe để một chỗ ấy, không đi làm được. Thế rồi cả cái đời sống tình dục thì nó cũng ảnh hưởng. Nếu em mà muốn gắn bó với anh ấy thì em rất là thiệt thòi đấy. Cho nên em hãy cân nhắc thật kỹ, nếu đủ thông cảm, đủ để mà gắn bó thì ở lại lâu dài, mà ở lại lâu dài thì phải đi mà đăng ký kết hôn để cho nó thành cái nó không ấy, thì nó phải có cái ràng buộc về mặt pháp lý nhá, chứ không là cứ như nhà trọ, xong thích thì về, không thích thì lại đi, và mình cũng chả làm ăn gì được, chả có cái cớ gì mà để bảo là mấy thành ra mình cứ suốt ngày đi gọi điện là mời người ta về. Vì anh nghĩ rằng là cái chuyện mà xích mích mà ra đi nó chỉ thể hiện là đấy là một cái giọt nước tràn ly, thật ra trong lòng đã có những cái điều mà nó không thật sự là thấy thỏa mãn lắm rồi. Em thích chấp cái này là tại vì là em với đời chồng trước của vợ em ấy thì là hai anh em chơi với nhau, nằm cùng viện với nhau rồi, và thế là đến khi nào lời hứa chỉ là một lời đùa thôi, nhưng mà đấy em hứa với anh ấy xong rồi cả một người nó là em chỉ là trong đầu lúc nào cũng nghĩ áy náy như thế thôi. Còn cô ấy đi ấy, thì là đợt mùng 3/9 vừa rồi ấy, xong cô ấy lần thứ tư là cô ấy về, cô ấy nhắn tin cho em cô ấy về thì cô ấy thề thốt là em về lần này lần cuối cùng em không đi nữa. Đấy, nhưng mà đợt vừa rồi thì em cũng xây cái công trình sau ấy, của nhà là em cũng có bực một tí thì là cái nọ xỏ cái kia thì em cũng to tiếng. Là xong rồi là cô ấy đêm vẫn lên giường ngủ bình thường, nằm cạnh nhau bình thường nhưng không nói chuyện. Sáng hôm sau cũng thế, trưa hôm sau cô nấu cơm không gọi em dậy ăn. Thì nếu mà em dậy thì em cũng thức bộ thôi ra quán. Xong khi về thì lo là em không thấy đâu nữa, là không thấy dép của thằng con của cô ấy đâu, thì em đầu em nghĩ ngay mà thôi đi rồi. Thôi tất cả cái chuyện đấy nó là cái chuyện tiểu tiết thôi, cơ bản nhất là có đủ tình cảm, có đủ gọi là độ lượng để mà ở lại với nhau hay không. Còn kể cả lời hứa của em khi nằm viện cùng với chồng cô rằng thôi anh cứ yên lòng mà ra đi đúng không, em sẽ là cái người mà thay anh để mà chăm sóc cháu đúng không, em thề kiểu như vậy đúng không. Thế và sau đấy thì anh kia anh mất thì em cũng đón mẹ con cô và cũng hứa là chăm sóc con, cái đấy rất là tốt, thể hiện rằng em là một người trọng lời hứa. Nhưng mà nó phải căn cứ vào thực tế, nếu như mình cũng sẵn lòng như vậy nhưng mà người ta không thấy vui, người ta không thấy chỗ đây là cái bến đỗ thì mình cũng không cần thiết phải nài ép quá nhiều nhá. Nói chuyện thật sự đàng hoàng với nhau. Nếu như đã cam kết là gắn bó thì phải đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình. Vâng, em đây ạ. Vâng, có nghĩa là em muốn hỏi là em là có quen một cô gái ấy, là 16 tuổi. Em có quan hệ với cô đấy rồi. Quan hệ cái gì? Tình dục ạ. Dưới 16 tuổi, bạn có biết nếu mà quan hệ tình dục với một cô gái dưới 16 tuổi là có thể bị truy tố đấy. Vâng, nhưng mà cô ấy quen mấy một phần với em uống một tí rượu nữa anh ạ. Rồi, thế bây giờ làm sao? Có nghĩa là em hôm nay em cũng có tuổi rồi, em 28 rồi cơ. Vâng. Và em có là làm một công ty đấy thì này làm công ty ngay ngay cô mẹ của cô bé này. Rồi. Mẹ cô bé này là 35-36 tuổi gì đấy. Thế à? Em mình chồng thì chồng bỏ rồi đấy, chỉ có hai mẹ con thôi. Thế là thì cái cô này cô làm gần cùng phòng mà, thế là cô có tình cảm với em đấy. Vâng. Vài lần rủ em đi uống nước này nọ. Vâng. Rồi là cũng thân mật mà đi chơi này, âu yếm này. Còn cô bé kia thì là hôm ấy này muốn ra về ra mẹ đấy. Vâng. Em không ngờ này nhà cái người nào cùng em anh ạ. Vâng. Bây giờ em không biết là phải đến như thế nào đó. Thế cái hôm mà cái cô gái 16 tuổi dẫn bạn về ra mắt mẹ cô ý thì bạn mới biết là chính cái người mà thích bạn ấy là mẹ cô gái này đúng không? Vâng ạ. Thế phản ứng của họ nào? Thì tại vì thì là hai người không biết là thì không biết quan hệ nên là
thì mẹ con bé biết thôi. Vâng. Là cô bé thì không biết là em quan hệ với mẹ đấy. Ừ. Bây giờ em không biết là như thế nào anh ạ. Tóm lại bạn đã từng quan hệ tình dục với cả hai mẹ con của cô ta. Vâng ạ. Hả? Vâng ạ. Thế á? Vâng ạ. Thì bây giờ không biết được cái bây giờ như thế rồi em phải như thế nào anh. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Em 28 tuổi đúng không? Vâng ạ. Chắc cao to đẹp trai lắm hả? Vâng, em cao 1m81, nặng 67 cân ạ. Ồ, gần 70 ạ. Rồi, riêng cái đoạn hai mẹ con cùng thích là đã có thể thấy rồi. Em có vợ chưa? Em chưa anh ạ. Thế hả? Chắc vâng. Là chẳng định lấy một trong hai mẹ con đi đâu đúng không? Em giờ em thực sự là cái người con kia thì là em thì là... Người con thì còn bé quá và mẹ thì hơi già. Vâng, đấy là khó vậy anh ạ. Thế cho nên là chắc là trong đầu em không có ý định lựa chọn ai làm vợ trong tương lai. Mà chỉ là thôi thì đấy, nó nôm na là có quan hệ tình dục thôi, phải không? Mình cứ phải nói thẳng với nhau như thế, mình biết mục đích vì em đã hỏi ý kiến là phải làm như thế nào. Thế cho nên nghĩa là loại trừ cái trường hợp là chọn một trong hai người ấy để yêu, để lấy làm vợ, phải không? Thế bây giờ chỉ còn cái đoạn là chơi. Cô con cái cô bắt em ứ em này nọ ấy. Ừ. Tại vì cô bé đấy mà anh mà bỏ em này nọ ấy thì em sẽ từ này nọ ấy. Ừ, thế thì mẹ có hứa thế, mẹ có bao giờ dọa rằng nếu mà em bỏ chị thì chị cũng tự tử không? Cô người mẹ kia thì là em thì là tại vì người ta lớn tuổi gì đấy. Ừ. Một phần là cô thiếu tốt tình cảm ấy. Ừ. Nên này cô này rất thật lòng nên em giờ em khó ấy. Thôi thế này em ạ. Thật lòng thì đúng rồi, người ta phải thật lòng thì người ta mới cho một cái thằng ít tuổi hơn mình làm cái trò đó. Thế nhưng phải quý lắm rồi, hoặc là người ta cũng khát khao lắm, người ta mới nhắm mắt làm liều. Chứ còn thì cũng một người đàng hoàng, hoặc là nếu như người ta có điều kiện để mà có người đàn ông tử tế, chắc người ta cũng không vơ đến mình, đúng không? Mình cũng chẳng là gì, thôi thì mình nó là cái dạng cơm nguội đỡ khi đói lòng. Một người phụ nữ ở cái tuổi sồn sồn như vậy, nó cũng có những cái khát khao thiếu thốn. Và mình thì để làm một cái thanh niên trông nó khỏe khỏe một tí thì có thể là đỡ cho cô được một chút này khác. Thế thì không tham được. Trong trường hợp này bỏ bà mẹ để mà chơi cô con hay là rút lui không chơi cô con, chỉ chơi bà mẹ cũng đều không tốt. Bởi vì trong trường hợp này em đều xác định là không làm gì hai mẹ con để mà tiến tới xa, chỉ là cái việc mà qua đường hoặc chơi bời hoặc thế này thế khác, đúng không? Em dây vào một trong hai người cũng sớm muộn nó cũng lộ ra. Tất nhiên về mặt đạo đức không nói làm gì rồi, lương tâm sẽ mọi người tự dằn vặt. Thế nhưng mà về mặt pháp luật như anh Văn ban nãy có nói, em với một cô con gái, dù cô là người chủ động, dù cô là người hiến dâng, cô có dưới danh nghĩa yêu đương rồi tự nguyện, thì quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi cũng có thể truy tố trước pháp luật. Bởi vì tất nhiên là trong lúc này thì em đang rất là băn khoăn, bởi vì tự nhiên có một món lời mà cả hai nơi cùng dâng hiến thì bỏ thì cũng tiếc thật. Nhưng mà mình phải nghĩ tương lai về sau, mình còn trẻ thế này, mình còn dài, mình có điều kiện có thể có vợ, có con đàng hoàng tử tế, chứ không phải lại vơ bèo và tép đến mức độ là một cái cô có gạ hoặc là một đứa cháu trẻ con, đúng không? Cái kiên quyết ở trong lòng mới là quan trọng nhá. Thế còn thì anh đã nói rồi, giãn dần dần từ từ, nước vẫn uống, đi chơi vẫn chơi, nhưng mà mình phải từ từ chối dần những cái chuyện như thế kia, bởi vì nó quá đà đến tí, người thiệt hại cũng là mình, vì mình còn tương lai, còn người ta chả còn gì mà mất nữa nhá. Bạn đã nghe rõ gì chứ? Hy vọng bạn sẽ tụi anh nhá. Quyết định cái đường đi của mình một cách sáng suốt. Ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Tĩnh. Anh có thể cho em gặp bác sĩ được không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Ừ. Dạ vâng, chị ơi. À, em có kinh nguyệt từ 53 tuổi ạ. Ừ. Vâng. Và một năm đầu ấy thì nó vẫn là đều. Ừ. Nhưng mà mấy năm sau thì chu kỳ nó rất là lộn xộn ạ. Ừ. Và có những năm thì đến 6 tháng mới có một lần, có những có khi thì 8 tháng nó mới có một lần, mà trong đó thì chu kỳ nó kéo rất dài ạ. Ừ. Có những lần thì nó kéo dài đến 18 ngày ạ. Ừ. Tức là những ngày có kinh ấy hả? Nó kéo rất dài ấy hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Thế thì cái tình trạng như thế thì em đã làm gì rồi? Dạ vâng, đó là em có đi khám ở bệnh viện Đa Khoa ấy. Ừ. Và họ đến đi siêu âm đi, họ mới bảo là cổ tử cung dày thì phải. Ừ. Và họ bảo là ở đấy là hiện tượng sóng kính, và
thì ở lứa tuổi này thì con rất là bình thường ạ. Nhưng mà em thấy lâu không có, em cảm thấy rất là lo. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi cơ? Dạ vâng, em năm nay 18 tuổi. 18 tuổi, ừ. Cái hiện tượng rong kinh mà số ngày nó là 18 ngày trong một cái chu kỳ kinh nguyệt, nó gần như là 4 tháng đến 6 tháng thì cũng không phải là cái gì để mà lo lắng đến sức khỏe, đến cơ thể nhiều. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là số ngày kinh nguyệt ra nhiều này, khi chu kỳ kinh nguyệt nó chưa đều này, thế và em lại có kinh từ 13 tuổi, tức là 5 năm rồi, đúng không? Thế thì thông thường đúng là ở trong những khi mà mới thấy kinh ấy, thì vòng kinh nó có thể chưa đều đặn và nó vẫn còn lung tung. Nhưng mà 5 năm rồi thì nó cũng phải dần dần đi vào ổn định rồi. Chu kỳ nó có thể dài nhưng mà nó cũng dài độ 2 tháng, 3 tháng là cùng và nó đều đặn. Thế nhưng mà của em cho đến bây giờ, đến sau 5 năm có kinh thì nó vẫn còn khá là trục trặc. Thì theo chị, em có thể đến bệnh viện Hà Tĩnh nha, em đến chuyên khoa sản ấy, hoặc là đến chuyên khoa nội tiết ấy, thì để mình xin khám, nhất là có thể là khám xét nghiệm về nội tiết của mình xem là nó như thế nào, và dựa trên đó thì bác sĩ có thể cho các cái thuốc hoặc là cho thuốc nội tiết để bổ sung vào, để mà điều hòa kinh nguyệt của mình lại đi nhá. Dạ vâng. Ừ. Bạn đang nghe rõ gì chứ? Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nhá. Dạ vâng, cảm ơn. Alo, em chào chị ạ. Bạn có thể nói câu hỏi của mình. Vâng, câu hỏi của em về tình cảm chị ạ. Vâng. Tức là em đã xây dựng gia đình, đến bây giờ bọn em được một cháu bé rồi. Vâng. Thì cách đây một năm thì cô ấy lừa em xong rồi bế cả con đi. Thế thì trong cái thời gian ấy thì em cũng tìm mọi cách để nói cho cô ấy quay về. Thế nhưng mà cô ấy và gia đình nhà cô ấy cương quyết là sẽ bỏ em và sẽ không quay về nữa. Thì vâng, trong cái khoảng thời gian ấy em ở nhà thì em lại gặp lại một người yêu cũ. Nói chung là lại nối lại được cái tình cảm ngày xưa. Vâng. Thì đến sau một cái thời gian ấy thì cô ấy, bây giờ có vẻ như cô ấy nghĩ lại, thì cô ấy lại thường xuyên cô ấy nhắn tin gọi điện về xin em. Thế nhưng mà bố mẹ cô ấy thì lại không nhất trí cho về, xong rồi còn nói năng nhiều cái với gia đình nhà em. Vâng. Thế mà trong cái thời điểm này thì em gặp lại người yêu cũ thì chúng em lại rất yêu nhau. Thì bây giờ em muốn hỏi chương trình này cho em một lời khuyên như thế nào ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ giúp bạn ạ. Ừ, em ơi, em có biết lý do sao tự nhiên một người phụ nữ có chồng có con đang yên đang lành để bỏ nhà về đấy kia không? Tại vì là thực ra thì em với cô ấy thì lấy nhau ở một góc độ là em không yêu cô ấy. Ồ. Bởi vì trước đây em có yêu một người mà bây giờ quay lại với em đấy. Ồ. Thì ngày đấy thì em ngỏ lời với cô ấy thì rất là nhiều lần nhưng cô ấy luôn từ chối. Thế thì ngày em nghĩ em chán em bảo là thôi thì em không lấy được người ấy thì lấy ai cũng là vợ. Thế này em quyết định xây dựng gia đình với một người này. Bọn em quen nhau chỉ trong một tuần thôi thì chúng em quyết định cưới nhau. Ôi thế à? Thì khi mà chúng em về ở với nhau thì nói thật với anh là nó không hợp. Tình cảm không có, cho nên là em không có cái cảm giác vợ chồng anh ạ. Em chỉ nghĩ là xây dựng cho nó xong, cho nó yên bề, cho nó quay chung đường có một cái gia đình để cho bố mẹ em đỡ buồn thôi. Thế thì vợ chồng lạnh nhạt với nhau thì nói thật là em có lỗi trong cái chuyện ấy. Kể ngay cái chuyện quan hệ vợ chồng chúng em cũng không có. Ồ. Cho nên là cô ấy buồn chán, cô ấy bỏ đi. Là mỗi lần có thằng cu là thôi, thế đúng không? Không, em được một cháu gái. À, ừ. Thế xong khi cô bỏ đi rồi thì em lại gặp lại cái cô mà ngày xưa chúng em. Rồi anh nghe thấy cái chuyện về sau này rồi. Bây giờ cô ấy lại yêu em. Ừ. Và chúng em rất là yêu nhau. Mà bây giờ mẹ cô ấy thì không đồng ý bởi vì em đã có gia đình rồi anh ạ. Bây giờ em muốn hỏi anh là cho em một lời khuyên như thế nào, em cảm thấy muốn xử lý thế nào nè. Nhiều hướng phức tạp quá đúng không? Về phía đằng kia thì vợ thì muốn về, nhưng bố mẹ vợ lại không đồng ý. Bên này thì cô người yêu muốn lấy mình, nhưng mà mẹ cô ấy lại không muốn đồng ý vì mình không còn là giai tơ nữa đúng không? Là giai một đời vợ rồi. Và như vậy là thiệt thòi cho cô ấy. Thật ra thế này, đấy, cái chuyện mà hôn nhân, lấy vợ, lấy chồng đâu có phải lấy cho nó xong đâu, đúng không? Vâng. Nhiều người cũng cứ nghĩ rằng là thôi nếu không ấy thì tặc lưỡi cho nó xong, rồi là cũng túc tắc mà làm mà ăn. Nhưng mà như trong trường hợp của em, khi mà đã không có tình cảm ấy mà, thì gặp ở ngoài đường mình còn không muốn trà, mình còn tránh đi hướng khác. Nhưng mà đây lại chung sống với người không có tình cảm, mà lại cứ hàng ngày phải đối mặt ăn chung, ngủ chung thì đúng là khó chịu thật. Và đấy cũng là cái lý do của nhiều cái cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mà rất là nhiều bạn trẻ lại không đặt vấn đề rằng là không coi trọng cái chuyện tình yêu.
Bây giờ thì thế này, cô người yêu của em cũng đã chững chạc chưa? Chững chạc rồi anh ạ. Đi làm chưa? Học xong trung cấp thì bây giờ đã xin việc rồi anh ạ. À thế hả? Thế còn thì cuộc sống vợ với con em? Vợ trước của em thì bây giờ đang sống với bố mẹ trong thành phố Vũng Tàu anh ạ. Ồ, thế còn em thì ở đâu? Em ở Hưng Yên ạ. À thế hả? Tức là bế con là bế tuốt vào trong ông bà ngoại ở trong đó. Vâng, tức là lúc cô đi thì bố mẹ cô ấy cũng có lừa của em một số tiền và tài sản, kể cả ông ấy mượn xe của em, ông ấy cũng bán đi những cái chuyện này thì em cũng không để bụng. Nhưng mà bây giờ cảm giác nếu mà để con quay lại thì không còn mặt mũi nào nhìn gia đình nhà em, mới ngại với tất cả mọi người anh ạ. Ừ. Cho nên là ông bà cũng làm căng lên. Nên bây giờ em rất là đau đầu, em chả biết phải xử lý như thế nào. Ừ. Thế và từ khi cô đi một năm rồi đúng không? Vâng ạ. Em có vào thăm trong đó không? Em thì em không vào thăm, thế nhưng mà em gửi tiền vào thì cô ấy chửi mắng em, về gia đình nhà cô ấy chửi mắng là sẽ gửi trả. Tao không thèm đúng không? Con tao tự đẻ, tao tự nuôi, tao không cần cái thằng bố như mày. Vâng. Ờ, như vậy là thế này, nếu mà xét về toàn cảnh thì cô ấy và cháu bé cũng đang được, tất nhiên cũng phải là gọi là có thể hạnh phúc trọn vẹn được khi mà vợ chồng đã cách xa, thế nhưng mà không phải rơi vào hoàn cảnh quá bi đát. Vâng ạ. Ông bà ngoại kinh tế có và cũng có vẻ là quyết định được nhiều thứ đối với vợ em. Vâng, vâng. Khống chế được vợ em, bởi vì là ông bà là người đang hiện tại đang cưu mang nuôi nấng mẹ con cô ấy. Cái việc mà cô ấy mong muốn quay ra ấy thì cũng có thể là một là đánh tiếng được rằng là em sắp lấy vợ. Vâng ạ. Đúng không? Thế cho nên là đôi khi dù không có tình cảm nhưng mà cứ thấy rằng chồng cũ của mình, vợ cũ của mình mà sắp lấy vợ, nó cũng một chút gì đấy nó chạnh lòng. Kể cả là vợ chồng mà ly hôn rồi mà nghe được tin là chồng cũ của mình hay vợ cũ của mình mà đi bước nữa, cái người kia vẫn có một cái gì đó nó cảm thấy hụt hẫng cơ mà, đúng không? Thế thì thực ra em đã từng không có tình cảm và bây giờ thì cũng chẳng phải vì là còn tình yêu gì với cô vợ nữa. Vâng ạ. Và cô ấy cũng một năm nay tự nuôi con, cũng không có gặp khó khăn gì quá mức về mặt kinh tế, còn tình cảm thì không dám nói, đúng không? Vâng ạ. Các em làm hôn nhân có giấy đăng ký kết hôn không? Dạ, chúng em có. Ừ. Thế thì thế này, suy nghĩ thật kỹ. Nếu thấy không thể giải quyết được, không thể chấp nhận được, bởi vì em đã từng ngay trước là chưa xảy ra cái vụ bỏ đi này mà sống còn không yêu được nhau, thậm chí còn quan hệ còn không thèm quan hệ, thế thì bây giờ sau bao nhiêu thăng trầm như thế, liệu quay trở lại có tình cảm nó có trỗi dậy lên hay là nó lại còn kinh khủng hơn, lại là còn làm cho cả ba bề bốn bên đều đau khổ, đúng không? Thế thì cân nhắc rằng là cái việc chấp nhận hay là quay trở lại chưa chắc đã phải là hướng tốt nhất. Nếu mà thấy rằng đấy chưa phải là hướng tốt thì cũng phải có một cách như thế này, phải làm sao để mà ly hôn được đấy. Em và cô ấy vẫn là vợ chồng, dù cô ấy một năm nay không ở nhà chẳng nữa nhưng vẫn là vợ chồng, bởi vì nếu không làm ly hôn thì em không thể lấy được cái cô người yêu hiện nay của mình đâu, về mặt pháp luật, đúng không? Nếu em cứ cố tình lấy cái cô sau này mà cô kia chưa chấp nhận ly hôn hay là các em chưa làm thủ tục ly hôn á, cô có thể bế con về cô ấy bù lu bù loa và kiện em là, và kiện cô kia là cướp chồng, đúng không? Cho nên là cố gắng suy nghĩ cân nhắc thật kỹ, nếu như không thể chung sống với vợ con ở Vũng Tàu để mà tiếp đón cô trở lại nữa thì phải có những cái bước tiếp theo, đó là làm các thủ tục ly hôn đàng hoàng. Và chỉ có cái thủ tục ly hôn xong, trở thành một người đàn ông không còn liên quan gì đến chuyện gia đình nữa, thì cái việc mà quyết định là lấy cái cô người yêu hiện tại hay là như thế nào đấy thì mình mới tính sao được. Phải làm từng bước có lộ trình, và cơ bản nhất là phải chấp hành thật nghiêm cái pháp luật. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại có đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, Hải Dương đâu ạ? Alo, em chào bác sĩ ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Anh ơi, câu hỏi của em là em hay bị buồn đi giải. Thế lại em bị đi giải xón ra cùng, thỉnh thoảng em bị hắt thì hơi ấy, nó buồn rải ra quần, với lại em ho nó cũng xoắn vào quần. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là anh ơi, khi mà người bị hắc huyết cao đấy thì có thuốc chống đột quỵ không ạ? Câu hỏi của em là như thế ạ. Ai bị huyết áp cao? Mẹ em ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em năm nay 40 tuổi ạ. À, thế là có mấy bé rồi? Em có một ạ. À, con lớn chưa hả bạn? Con em năm nay 15. Thế à? Bụng là 16. Vâng ạ. Thế cái hiện tượng vãi đái ra quần mỗi lần hắt hơi rồi ho ấy, thì là
có liên quan đến chuyện sinh nở của bạn không? Từ khi đẻ em bé đến giờ ấy. Trước kia là em không bị, em mới bị 2 năm nay thôi. À. Mấy lần em bị đi khám nhưng mà em lại ngại em không đi. Nhưng đợt rồi em mới có đi khám thì ở Hải Dương thì bác sĩ bảo rằng là em không có bệnh gì. Ừ. Mà em không biết là khám ở khoa nào. Ừ. Em muốn hỏi bác sĩ rằng là bây giờ em nên đi khám ở đâu mà khám ở khoa nào. Thì đợt rồi em đi khám thì người ta cho em khám ở khoa nội ạ. Ừ. Thế họ bảo sao? Họ bảo rằng là em không bị bệnh gì, họ cũng không kê đơn thuốc gì ạ. À. Thế thì nếu mà bị viêm họng thì ho liên tục là chết toi ấy nhỉ? Vâng, mỗi một đợt mà em bị ho đấy thì là em đọc phải đóng băng vệ sinh rồi ạ. Thế à, khổ thân. Và cái hiện tượng này theo như bạn nói thì là cách đây 2 năm rồi đúng không? Gia đình có ai biết không? Không ạ. Ừ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng đó là hiện tượng gì nhá. Và có cái biện pháp nào để chữa trị và khắc phục được nó hay không? Xin mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Của bạn có 2 câu hỏi đúng không? Vâng ạ. Một câu hỏi là liên quan tới cái chuyện nó tiểu nó hay hơi thiếu kiểm soát. Cái thứ hai nữa là liên quan đến câu hỏi của mẹ bạn đúng không? Vâng ạ. Về cái câu hỏi của bạn ý, thì bạn tôi cũng nghe cái câu chuyện của bạn với cả anh Văn rồi á. Thì cái hiện tượng mà nó trục trặc về cái đường niệu như vậy ấy, thì nó mới xảy ra khoảng 2 năm nay. Thế và nhiều khi mà bạn có cảm giác là bạn đi tiểu nó không hết đâu. Tức là mình chỉ đi chưa hết nước tiểu ở trong bàng quang ấy. Thì mình đã bị dừng lại rồi sau đó, hoặc là có một tí sau là bạn lại muốn đi không? Không, em không bị như thế mà em chỉ hay buồn đi dài thôi. Nên là em ho thì nó bị ra nước dài, nên em hắt xì hơi nó ra nước dài thôi. Nhiều khi em hắt xì hơi nhẹ nó cũng bị ra nước dài vậy ạ. Tại vì là thực ra cái trường hợp như của bạn ý, thì nó có thể có 2 khả năng. Một là nó do rối loạn cái cơ trơn với cả cái cơ thắt ý, ở chỗ âm đạo của mình ý. Thì nó liên quan, cái này nó liên quan tới hệ tiết niệu chứ nó không phải là hệ sinh dục ý. Thì cũng có thể là nó gây ra cái hiện tượng như vậy. Một cái hiện tượng thứ hai nữa cũng có thể gặp là nó do viêm nhiễm cái đường tiết niệu của bạn, cho nên là nó gây ra hiện tượng như kiểu đái rắt. Nhưng thực ra nếu là viêm nhiễm đường tiết niệu thì nó lại liên quan đến đái buốt nữa cơ, hoặc là gây đau hay là gây ngứa ở cơ quan sinh dục ấy, thì nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Nhiều khả năng thì tôi nghĩ là có thể bạn bị rối loạn cái hoạt động của cái cơ ấy, cái cơ thắt ấy, đặc biệt là cái cơ thắt. Tức là bình thường ở trong bàng quang của mình thì nó phải có khoảng một lượng nước tiểu bao nhiêu đấy thì nó mới kích thích lên cái hệ thần kinh trung ương và nó mới báo cái tín hiệu là mình muốn đi giải chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì lúc đấy mình mới có cảm giác là muốn đi tiểu, và khi mình phải, cái điều kiện nó rất là thuận lợi, ví dụ mình vào nhà vệ sinh chẳng hạn hay mình đi tiểu, thì lúc đó các cơ nó mới mở ra và bạn sẽ thoát cái nước tiểu đấy ra ngoài. Thế là cái chu kỳ sinh lý bình thường. Tuy nhiên ở đây của mình thì nó không phải là cái rối loạn cái điều khiển cái chu trình đấy. Tức là có thể là trong bàng quang có nước tiểu hay là không có nước tiểu, hoặc có nước tiểu rất là ít. Nhưng khi mình có một cái hoạt động kích thích thế thì thường là mình gắng sức, ví dụ mình ho hay là mình hắt hơi, thì nó ảnh hưởng tới cái cơ, hoạt động của cái cơ đấy, nó gây ra cái hiện tượng như vậy. Theo tôi thì thế này, có lẽ là bạn khám ở khoa nội thì nó cũng chưa được, bởi vì nội thì nó quá là tổng thể. Mình có thể đến cái nơi nào mà người ta có cái chuyên khoa về hệ tiết niệu ấy ạ. Vâng. Hệ tiết niệu sinh dục ấy. Vâng. Thì bạn sẽ khám ở đấy để xem là người ta có tìm ra được cái nguyên nhân mà xử lý cho bạn hay không. Thế còn trước mắt ý, thì theo tôi thế này, mình có thể tập lấy, mình biết cái người mình nó như thế rồi, mình có thể tập lấy một vài cái bài tập, người ta gọi là bài tập nín, nín cơ ấy ạ. Vâng. Vì tự mình biết được là cái, thậm chí là khi nào mình chuẩn bị ho hay là mình chuẩn bị hắt hơi thì mình biết được cái việc nó là như thế. Thì mình chỉ có cái giải pháp tình thế là bạn cố gắng bạn níu cái cơ ấy lại. Vâng. Cái này mình làm được, mình cố gắng mình níu cái cơ ấy lại để cho nó không bị giải thoát nước tiểu ra cái lúc mà nó theo sinh lý như vậy thì nó sẽ ổn hơn thôi. Chứ còn tôi sợ là kể cả mình có đi khám thì cũng không biết là có cái thuốc nào để điều trị được cái loại rối loạn vận cơ đấy không nhá. Vâng. Ừ. Thế còn vâng. Cái câu hỏi thứ hai là cái câu hỏi về tăng huyết áp đúng không ạ? Tăng huyết áp và đột quỵ á, thì có thể là nó là một bệnh, mà có thể nó cũng là hai bệnh.
Tức là có những người thì tự nhiên là bị đột quỵ nhưng không liên quan gì đến huyết áp. Nhưng ngược lại, có nhiều người thì bị huyết áp trong một thời gian dài, anh không điều trị, nó cũng có thể làm biến chứng, hay nói cách khác là nó ảnh hưởng tới hoạt động của hệ tuần hoàn, trong đấy có hệ tim mạch, và nó gây ra cái hiện tượng đột quỵ. Vâng. Nhá. Mẹ bạn bị tăng huyết áp thì tốt nhất là bây giờ người ta có cái chương trình phòng chống tăng huyết áp đấy ạ, triển khai đến tận xã phường luôn. Mẹ bạn có thể đưa mẹ đến bệnh viện tuyến huyện cũng được ạ. Và ở đó người ta, rất nhiều nơi người ta đã có những câu lạc bộ phòng chống tăng huyết áp và được thăm khám hàng tháng, được phát thuốc, được theo dõi và được tư vấn theo cái tiến triển của tăng huyết áp cũng như là cái cách điều trị, mà kể cả thay đổi về lối sống vân vân để hỗ trợ cho những bệnh nhân tăng huyết áp. Thì tốt nhất là đưa mẹ đến đấy thì các bác sĩ người ta sẽ tư vấn, rồi người ta đánh giá cái giai đoạn của mẹ bạn như thế nào, người ta sẽ cho điều trị dự phòng, có những người phải uống thuốc suốt đời thì nó sẽ phòng được cái đột quỵ. Vâng. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hà rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo Bắc Giang đâu ạ? Vâng, vâng ạ, tôi ở Bắc Giang đây ạ. Dạ vâng, chào anh. Không biết là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, thưa chương trình là tôi năm nay là 61 tuổi rồi ạ. Dạ vâng, 61 tuổi. Rồi, anh có vấn đề gì khi gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi vậy ạ? Dạ vâng, thưa chương trình, là tôi muốn hỏi là, tức có nghĩa là cái năm 1979 ấy, sau khi xảy ra trong cái ở biên giới phía Bắc ạ. Dạ. Tôi có quen đóng quân ở trên chỗ Đông Khê, ở trên Cao Bằng. Vâng ạ. Thì là tôi cũng có quen một cái gia đình, tức có nghĩa là về cái tình yêu này là thực ra nói là nó là một cái tình yêu quân dân. Vâng. Tình quân dân. Vâng. Chứ không phải là tình yêu trong cuộc sống. Dạ vâng. Chính vì vậy mà từ cái thời gian đấy giờ nó đến nay nó cũng khá nhiều năm rồi. Gần 40 năm rồi ạ. Dạ vâng ạ. Vâng. Thế thì sau khi năm 79 chúng tôi hoàn thành cái năm 1984 thì chúng tôi lại làm cái nhiệm vụ, tiếp tục đi làm cái nhiệm vụ quốc tế ở tại Campuchia lần nữa. Dạ vâng. Thì năm 88 chúng tôi rút quân. Vâng. Thế trong những cái thời điểm đấy ấy, thì là chúng tôi cũng vẫn có cái thư từ cho nhau. Dạ. Thế nhưng mà đến giờ phút này bây giờ báo cáo chương trình là chúng tôi là cũng có lúc là liên hệ với nhau được. Thế nhưng mà tôi chỉ ái ngại mỗi một lần ấy là cô ấy, là gia đình ấy là mời chúng tôi lên. Vâng. Thế nhưng mà nó khổ một nỗi bây giờ là chúng tôi cũng có gia đình mà cô ấy cũng có gia đình rồi. À thế ạ. Nhưng mà bây giờ chúng tôi lên trên đấy thì vợ chồng người ta sẽ nghĩ như thế nào? Rồi thì chúng tôi rất là khó xử. Vậy thì chương trình thì chắc chắn là cho tôi lời khuyên. Vâng. Xem là tôi có nên lên trên đấy không? Vâng. Để gặp lại gia đình và gặp lại cô ấy không ạ? 40 năm qua thì hai người có gặp lại nhau không, lần nào không ạ? Dạ, chúng tôi chưa gặp nhau lần nào ạ. Ờ, tức là bây giờ trong đầu anh và trong đầu chị thì vẫn là hình bóng của những chàng trai cô gái trên dưới 20 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng ạ, lúc đầu tôi chỉ 21, 22 tuổi. Bây giờ nó thành những ông già và già rồi. Đấy, đâm ra là có bao giờ gửi ảnh cho nhau không? Hay dạ, là... chúng tôi không ạ. À, đâm ra dạ. Khó mường tượng nhưng vẫn liên lạc duy trì bằng thư tín ạ? Vâng. Những cái thời gian còn những cái thời gian trước năm 90 ấy thì vâng. Chúng tôi vẫn là viết thư cho nhau thôi ạ, chưa có điện thoại ạ. À bây giờ là điện thoại thôi à? Dạ vâng ạ. Ồ, thế qua điện thoại thì anh cảm nhận là tình cảm của cái cô gái Ý mà có thể gọi đây bây giờ là chắc là lên trước bà rồi. Với anh bây giờ như thế nào? À, với tôi bây giờ tôi chỉ có mỗi một cái tôi nhớ và tôi như vậy là cũng rất là nhớ, một là cái địa điểm chúng tôi đóng quân, hai là nhớ lại là những cái năm tháng mà gia đình người ta như vậy là chăm sóc đối bản thân tôi nói riêng và đơn vị chúng tôi, anh em chúng tôi nói riêng. Vâng. Tức là cũng chỉ dừng lại thế thôi đúng không anh? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào, chào anh. Dạ vâng, chào anh Đinh Đoàn ạ. Cho tôi lời khuyên rằng là tôi có lên trên đấy một lần hay không ạ? Tôi là tôi đi đấy, thế nhé, còn anh thì còn sợ chứ tôi, nếu tôi là tôi đi lâu rồi cơ. Anh ơi, lần mà anh gọi điện gần nhất, liên hệ gần nhất với cô là bao giờ ạ? Cô Cao Bằng nhé. Nó cũng vào khoảng độ hơn 2 tháng nay rồi đấy. À mới có hơn 2 tháng mà cô vẫn nói rằng lúc nào đấy mời anh lên trên này chơi đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Anh ơi, anh có còn đồng ngũ cũ không? Đồng ngũ của chúng tôi thì cũng vẫn có anh ạ. Tôi đang bảo thế này, có hai cách. Cách thứ nhất là... mình rủ thêm mấy anh bạn nữa, lý do là lên thăm lại chiến trường xưa, thăm lại cái thời mình còn trẻ, lên đấy đi thăm bà con ở trong cái bản mà ngày xưa mình đóng, hỏi thăm người nọ người kia, thế rồi và nhân tiện thì thăm vợ chồng con cái nhà cô ấy.
Thế là mình đạt được mục đích là mình cũng nhìn thấy, ôi trời ơi, cái cô này ngày xưa hồi là mình 21, cô ấy là 19, trông nhỏ nhắn xinh xắn thế. Ôi dồi ôi, bây giờ ba con với lại tất cả tổng cộng cả nội cả ngoại là 6 cháu rồi, trông cũng già nua rồi. Có thể rồi sẽ ngồi chuyện trò với nhau nhắc nhở rằng là ôi thời gian nhanh thật đấy, nhoáng một cái đã 40 năm. Cho cháu tí quà rồi tặng gia đình và mình chơi luôn cả với chồng cô ấy. Trên đó là người ta là người dân tộc Nùng ạ. Vâng. Người ta là rất là thật thà mà người ta rất, cũng rất là khiêm tốn mà người ta cũng rất là quý khách, là quý người đấy anh ạ. Vâng, thì quý mà, khách là người ta giữ anh, ở lại ăn cơm thì mình hay ở lại ăn cơm. Trên đấy mà ta có nhiều bài như vậy, nhiều bài mà thuyết phục mình còn phải ở lại á. À rồi, anh có sợ có đoạn nghe đồn dân gian đồn là người ta có bùa, có ngải, có chài, có chiếc gì không? Tôi ở trên đây những 5 năm thì tôi cũng đã là nắm được một số cái phép thuật của dân tộc mà. Nhưng mà tôi tin rằng là giá như ngày ấy anh ở lại thêm độ 5 nữa thì chắc là anh bị chài rồi, anh sẽ làm rể ở Cao Bằng. Nhưng mà bây giờ mình cũng ngoài 60, cô kia cũng năm mấy ngót 60, cũng chắc người ta cũng không cần dùng bùa với ngải gì. Tôi cũng chả tin có một bà 58, 59 đi bùa một ông 61 xong rồi bỏ chồng, bỏ con, bỏ cháu xong lại về dưới xuôi này để nối lại duyên xưa. Thật ra con người ta ấy, khi mà ở một cái tuổi khá cao rồi, người ta hay sống bằng cảm xúc, hay nhớ về quá khứ. Tôi cũng thế, đêm toàn mơ thấy các bạn học cấp 3 chỉ ước một năm họp lớp 4 lần để được gặp là mấy cái bạn cấp 3 mà khổ, các cô có gì đâu, bây giờ toàn cũng ngót 60 rồi, trông cũng già lắm. Thế nhưng mà thích lắm gọi nhau là mày với tao, chả dám gọi nhau bằng anh em đâu, hoặc là vân vân. Thế thì anh thuận lợi cái là anh có đồng ngũ, mấy anh em tổ chức đi làm, thăm lại chiến trường xưa, thăm lại thôn bản ngày xưa mình đã được kêu mang gắn bó, cộng với lại tức là công tư nó vẹn cả đôi đường. Còn một cái cách nữa là anh rủ chị xã nhà mình ấy, vâng, là đi Cao Bằng một chuyến chơi. Ngày xưa anh đóng quân ở đấy, có cái bản này hay lắm, bây giờ lên thăm thác Bản Dốc này, ngày xưa thì nó hoang sơ lắm chứ bây giờ kinh lắm rồi này. Thôi thì có cháu có chiếc thì kệ chúng nó con, chúng nó bé, còn bà đi với tôi cực kỳ hay nha, ôi trời nên hoa đủ thứ. Thế là rủ bà đi, thế xong rồi lên mình đi lang thang, xong là tiện thể thì nói rằng là đây có cái gia đình này, ngày xưa là anh cũng trọ nhà là bà ấy mà. Nếu mà cứ nghe tôi điện thoại cái là vợ tôi nó không hài lòng, mà nó có những cái kiểu là nghi ngờ. Thế nhiều lúc tôi cũng nói với nhà tôi và là thôi bà có cái thông cảm, đây là cái tình như vậy là tình quân dân chứ không phải là cái tình yêu, hoặc là có những cái gì để lại để lẽ là trong cái thời điểm mà tôi ở trên đấy, cái cháu này là cái cháu gọi một cháu thôi, chỉ có 12, 13 tuổi thôi. Cháu 12, chú bộ đội 19 đúng không? Vâng, vâng, cái thời điểm đấy nó chỉ thế thôi. Thế nhưng mà sau này là có cái điện về cho, viết thư về cho gia đình thì cô này cứ dần dần lớn lên, sau 5 năm cô 17, 18 mà. Vâng, rồi cũng đi lấy chồng. Vâng, anh ơi, chị nhà mình đã có cái để ý nghi ngờ, thế thì anh lại càng vận động đi để lên để thấy rằng chả có cái gì cả đấy. Nếu mà có yêu đương thật là còn lâu, với lại cho bà xã đi, đây là mình tỏ ra là quang minh chính đại tới mức là rủ cả vợ đi. Thế thì làm gì còn có cái gì mà bí mật mà nghi ngờ. Xong rồi cứ tưởng tượng ra là ngày xưa chắc là yêu nhau rồi, chắc có ôm hôn nhau ở dưới chiến hào hay là hầm giao thông gì đó. Nhưng mà lên giờ nhìn thấy, ôi trời ơi, một người phụ nữ dân tộc Nùng, tóc của búi thế này mà quần áo thế kia, về chị hết cả muốn ghen á. Hai cách, một đi với đồng ngũ, hai rủ bà ấy đi riêng. Anh làm một việc mà được củng cố được mấy thứ, một là tỏ ra là mình vô cùng trong sáng, hai nữa là đấy, nếu tôi mà gắn bó gì với cái cô ở trên ấy, còn lâu tôi mới rủ bà đi, bà vớ vẩn nữa. Ê, anh Đoàn ơi, dạ. Ê, tôi là qua cái tôi vừa rồi là tôi cũng có nhiều cái suy nghĩ mà được cái tư vấn của anh. Vâng. Thế thì khả năng là tới đây tôi cũng là rủ thêm một hai đồng ngũ của tôi để lên trên đấy thăm lại. Vâng. Thế nhưng mà có những mà được chuyện vui chuyện buồn như thế nào, sau về tôi lại nhờ anh Minh Đoàn theo dõi cho. Vâng nhé. Có được không ạ? Nên đi anh ạ. Nói đùa chứ bây giờ mình được cái vài ba ngày vui, đi gốc cây này nhớ đây này, ngày xưa ôi giời, ngày xưa tôi nhớ ở đây có cái cây to lắm, mình còn nấp ở đây, thế mà bây giờ nó đâu rồi, rồi ngày xưa chỗ này là còn hoang vu, ôi giời, thế mà bây giờ rồi lắm nhà nghỉ thế, ví dụ như vậy mình cũng thấy vui mà nhé. Vâng, anh đã nghe rõ như lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ, xin chào anh nhé. Cảm ơn chuyên gia tấm học Đinh Đoàn.
Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe bạn nói đấy. Em thì có một người, em trai em. Wow. Trước kia thì cũng có yêu một cô gái nhưng mà chia tay được một năm đấy anh ạ. Bây giờ quen cô này thì được mấy tháng rồi nhưng mà cứ khi đi gặp cô đấy thì em trai em run hết cả chân tay. Run là run như thế nào? Run, nó bảo... À, đi gặp cô ấy về không làm ăn gì được chị ạ. Thế à? Tức là gặp xong rồi về vẫn run à? Về vẫn run, vâng. Mà trong khi đó bố mẹ em thì đang giục em trai em lấy vợ ấy. Thế thì cái cô người yêu trước cái cô này ấy, thì gặp cô ấy có run không? Không, bình thường ạ. Ờ, thế có làm ăn được gì không? Có. À, thế cô này là run hẳn, không làm ăn được gì luôn? Không làm ăn được gì, ôm cũng không ôm được ạ. Run mà nó vã hết mồ hôi ạ. Thế à? Dạ vâng. Hay là phải vía? Dạ. Cô ấy có bao giờ đến nhà chơi không? À, có anh ạ. Thế à, thế bạn theo dõi mà khi cô ta đến nhà thì anh này có run không? Cũng bình thường nhưng mà khi mà gặp riêng hai người thì là... Thì mới run đúng không? Em rất là run vâng. Ừ, chứ còn nếu mà gặp đông đủ mọi người tức là thì như người bình thường không làm sao cả đúng không? Dạ vâng ạ. Khổ thân thế, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em trai em 24 ạ. À vẫn còn trẻ. Dạ vâng. Nhưng mà bố mẹ em thì ở quê thì cứ muốn là lấy vợ nhưng mà về thì cũng tâm sự với chị gái như vậy ạ. Ừ. Bạn thì chắc là lấy chồng rồi đúng không? Dạ em lấy chồng rồi ạ. À thế à, thế khi yêu nhau thì anh ấy bao nhiêu tuổi? Dạ đấy là 25 ạ. 25 tuổi. Thế hồi ý ông xã mình có run như thế không? Dạ không ạ. À tự tin hơn đúng không? Dạ ạ. Thế không biết là anh rể với cả em vợ có chia sẻ với nhau làm thế nào để vững tin hơn không? Về chỉ có chia sẻ với chị gái thôi anh ạ. À thế là lại nhút nhát thế à? Dạ vâng. Ừ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhá. Vâng. Rồi anh chào em. Vâng em chào anh ạ. Chắc là bạn trai run tới mức độ là không gọi được nhờ chị gọi hộ, chứ nếu không thì đã gọi rồi đúng không? Kể cả gọi điện mà hỏi cửa sổ tình yêu khi cũng sợ. Dạ vợ không ạ, đây là chia sẻ với em vì em cũng muốn là xem là em trai hỗ trợ em nó đúng không? Ừ. Nào, đỡ run không vậy? Này thế bình thường thì là cậu ấy vẫn đi làm ăn bình thường chứ, giao tiếp với người khác thì vẫn bình thường, tốt chứ. Bình thường ạ. Ừ. Rồi cái đời người yêu đầu thì cũng rất là bình thường. Vâng. Thế rồi lại nếu như mà cứ đi gặp mà đông người thì cũng không sao, cô gái kia chủ động mà đến nhà mà có xung quanh có người thì mình cũng không sợ lắm, chỉ khi nào mà đối diện một mình với cô ấy thì run đúng không? Run vâng. Về cứ trêu bảo chị ơi em gặp mà không làm ăn gì được như này, bố mẹ cứ tục lấy vợ thì giờ biết làm sao đấy, chết ở cái câu không làm ăn gì được. Bởi vì thế này em trai em mà cũng là có thương hiệu là giám đốc một công ty nhỏ tư nhân ấy. Rồi, đấy. Rất nhiều người thế nhưng mà khi đi gặp bạn gái thì lại quá run. cái việc đầu tiên ấy là khi ta gặp bạn gái nó phải xác định rằng là đi gặp để nói chuyện bình thường, thậm chí chỉ uống nước uống non. Nếu ở nhà mà lại mang sẵn trong đầu óc là tối nay đi phải ôm được một cái, phải hôn được cái, phải làm cái nọ cái kia ấy thì sẽ hồi hộp. Thế thì mình phải làm từng bước, phải làm như làm quen dần ấy, cũng giống như là một cái người mà trời mùa đông ấy, ở dưới nước ao nó đang lạnh mà đang đứng ở trên bờ nhảy một cái xuống ao thì sẽ sốc vì lạnh mà chết mất. Thế nhưng mà bước một bước xuống này xong vớt nước lạnh dần dần xoa bàn chân bàn tay, xong rồi cứ đi dần dần cho cơ thể nó quen đi, rồi đến lúc mà mình chẫm cả mình xuống nước cũng không thấy lạnh lắm. Cho nên mọi cái đều có thể làm quen từ từ. Bạn này thì không thể nói là kỹ năng giao tiếp hay là không bạo dạn được, vì bạn làm giám đốc là nghĩa là phải tiếp xúc với nhân viên, phải với khách hàng, rồi là cũng có lịch sử là cũng đã có mối quan hệ với bạn gái, cũng vẫn không có vấn đề gì. Chủ yếu lần này thì gia đình thì thúc ép lấy vợ, mà nghĩ rằng lấy vợ thì cũng phải khẩn trương, lần này gặp thì cũng phải làm cái này, lần kia làm cái kia để nó sớm kết thúc, sớm đi đến cái hồi kết ấy, thì khiến cho hồi hộp. Thế bây giờ thế này, cứ làm theo hướng dẫn bạn ấy là
đi chơi ấy, là cứ xác định là hôm nay chơi uống nước thôi, lần này là đi vào quán cà phê, cô ngồi một bên, mình ngồi một bên, đưa cốc nước cam, đưa cốc cà phê, uống nước với nhau, chuyện trò vui vẻ thôi, đừng có nghĩ đến cái chuyện gì đấy to tát. Thế xong rồi mình thấy thế thì cũng không sao, nó quen dần đi, thế rồi nâng cấp dần cái mức độ mà thân mật. Thì sau đấy thì thay vì là hai đứa vào cùng một quạ, vào quán nước xong ngồi mỗi đứa một phía đối diện nhau, thì hai đứa ngồi hai cái ghế cạnh nhau. Thế rồi dần dần đừng nghĩ ngay đến chuyện phải làm gì, cũng giống như là người đi thi ấy, mà cứ nghĩ rằng phải đỗ ấy, thì có khi là trượt vì áp lực của tâm lý. Thế cũng nghĩ rằng hôm nay đi là phải lợi dụng lúc nào cô sơ hở là phải chộp tay cô, xong kéo cô vào người mình ghì hôn một cái, thì cứ hồi hộp run. Thế nhưng mà xác định tinh thần là chả có gì, đi chơi uống nước mà có gì đâu, thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Thế là cái vấn đề của bạn là vấn đề tâm lý, đừng đặt cho mình một cái gánh nặng là phải làm gì. Thế xong về lại kêu rằng là chả làm ăn gì được đó. Đấy, kể cả những nói với em là chẳng làm ăn gì được như này thì bao giờ em để ế vợ mất thôi chị ạ. Đừng nghĩ nên làm ăn gì được ngay khi mà nó mối quan hệ nó thân tình đến một mức nào đó, thì chính bạn gái người ta sẽ chủ động, người ta sẽ mở lòng, thì bạn này không cần cố gắng nhiều, một khi cũng làm được. Thế còn nếu mà mối quan hệ mà nó còn xa cách, đang trong thời kỳ tìm hiểu, mình cũng chưa biết ý tứ cô ấy thế nào, mà tự nhiên cứ nghĩ là chỉ đầu chỉ nghĩ nhăm nhăm là chộp tay cô ấy thì khó, trong khi tay cô ấy cứ khư khư điện thoại cô ấy, chưa có một cái cởi mở nào ấy, thì cũng lại càng khó hơn nhá. Chứ bạn này không phải là bệnh tật gì cả đâu, nếu bị sức ép hay sức nặng của tâm lý là phải làm gì. Đấy, cho nên là thôi bây giờ không làm gì nữa, chỉ xác định là gặp chơi uống nước dần để cho nó quen đi. Xin chào bạn nhé. Hy vọng là chàng trai sẽ lấy được tự tin của mình về mỗi khi gặp bạn gái. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Cùng ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Bây giờ là của em, bây giờ là nó bị yếu sinh lý. Em đã có gia đình rồi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 31 ạ. 31 tuổi, có mấy cháu rồi? Em có 2 cháu rồi ạ. Các con lớn chưa? Năm nay bé 4 tuổi. Tức là cũng phải lấy vợ khoảng 5 năm nay rồi đúng không? Vâng. Bạn có thể nói rõ hơn cái hiện tượng yếu sinh lý là như thế nào được không? Có nghĩa là bây giờ ngày xưa thì nó vẫn cường cứng được, nhưng mà bây giờ thì nó cứ quan hệ nó cũng mềm, không cứng được. Nó hay ra nhanh. Tức là vẫn quan hệ được à? Vâng. Rồi, thế là một tuần quan hệ được mấy lần? Khoảng 2-3 lần. Thế là cũng khá rồi, nhưng mà bạn muốn nhiều hơn nữa à? Không, có nghĩa là em muốn là nó cứng, bây giờ nó cũng mềm. Tức là cái độ cương cứng nó không đạt tối đa đúng không? Và nó ra nhanh lắm. Lại còn xuất tinh nhanh, thế là được mấy phút thì nó đã xuất rồi? Khoảng 2 phút, thì 1-2 phút gì đấy. Mới được 1-2 phút đã xong xuôi rồi à? Rồi, và cái hiện tượng này là mới xuất hiện thôi đúng không? Còn trước đấy thì vẫn hoạt động tốt đúng không? Có nghĩa là xuất hiện cũng lâu lắm rồi. Tức là từ hồi thanh niên à? Vâng. Tức là trước khi lấy vợ nó đã có thấy hiện tượng ý rồi? Vâng. Và bây giờ mới cảm thấy lo lắng à? Vâng. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Chào bác sĩ. Bạn được mấy cháu rồi? Em được 2 cháu rồi. 2 cháu rồi hả? Thế vợ có phàn nàn gì không? Có, vợ phàn nàn ở sau ra nhanh thế. Thế à? Bạn có đi làm xa hay là gì, hay là lâu lâu mới về hay như nào không? Hay ở nhà bình thường? Làm ở gần nhà. Làm ở gần nhà hả? Tức là sáng đi tối về thôi gì? Vâng. Em có nói với anh Văn là cái chuyện này nó từ thời trẻ à? Chứ không phải là bây giờ mình mới bị đúng không? Em có thấy là cái hiện tượng cương cứng nó không được như mong muốn đúng không em? Đúng rồi. Và cái điều đấy thì nó có ảnh hưởng gì tới cái chất lượng quan hệ tình dục không? Bởi vì là nếu như mà nó không cương cứng được thì mình sẽ không thực hiện được cái hành vi quan hệ tình dục. Nhưng ở đây em có thực hiện được hành vi quan hệ tình dục, nhưng mà chỉ có điều là nó xuất tinh nhanh thôi đúng không? Xuất tinh nhanh. Xuất tinh sớm. Và khoảng thời gian là 2 phút. Vâng. Mình kết hôn được bao nhiêu năm rồi em? Thì khoảng 5 năm. 5 năm thực 5 ra năm. Nó đâu phải thời gian nó dài đâu. Và mình 30 tuổi, vợ 27 tuổi, đang là thời kỳ đỉnh cao của quan hệ tình dục.
nhưng ngược lại thời gian 5 năm cũng là bắt đầu bước vào cái giai đoạn có thể nó dẫn đến sự nhàm chán, có thể rất nhiều các yếu tố trong cuộc sống về tình cảm, về tâm lý, về kinh tế, về các mối quan hệ, vân vân, rất nhiều các thứ khác nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục của em. Ở đây chị muốn bàn với em một hai vấn đề, một là vấn đề về tâm lý, hai là vấn đề về sức khỏe. Nhá. Nếu vấn đề về sức khỏe, tức là khi mà có những vấn đề liên quan tới rối loạn cương dương, liên quan tới xuất tinh sớm, hay nói cách khác là liên quan tới các bệnh về nam khoa ấy, thì nếu thực sự có những vấn đề về bệnh lý thì mình phải đi khám và mình phải điều trị thì nó mới được. Thế còn nếu những vấn đề mà nó chỉ thuộc về lĩnh vực tâm lý thôi thì nó lại là lĩnh vực khác. Bây giờ em muốn đi điều trị nam khoa thì chị cho em cái địa chỉ tin tưởng. Em có thể đến một số các bệnh viện như thế này. Những bệnh viện này thì sẽ có khoa nam học hoặc là những bệnh viện chuyên về nam khoa như là bệnh viện Việt Đức. Có khoa nam học của bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện 103 có khoa nam học. Em có thể đến bệnh viện 108 cũng điều trị về nam học. Bệnh viện Bưu Điện cũng có điều trị về nam học. Ở Hà Nội thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì em nên đến những cái địa chỉ mà như chị vừa giới thiệu cho em ý. Rồi, rất là cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào bạn nhé. Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt. Được, vâng, em đây ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì? Em có yêu một cô gái nhưng mà đến ngày cưới rồi thì mới biết là cô đấy là em họ của em, con bà gì ạ. Thế à? Do vì ngày xưa là kiểu bị hồi còn bé bị bắt cóc đi bán ạ. Vâng. Thế làm sao mà biết? Thì bây giờ có nghĩa là về dẫn về nhà thì mới nhận ra là con của gì ạ. Thế à? Con ruột á? Vâng, con ruột của gì. Tức là bạn và cái cô bé ý là có chung ông bà ngoại đúng không? Vâng, mẹ của ấy, mẹ của em là hai chị em ạ. Thì bây giờ gia đình hai bên thì làm thế nào? Nói gì không? Gia đình hai bên thì bảo là thôi thì đã như vậy rồi thì không làm vợ chồng được, thì là anh em làm tốt. Không nên thể tiếp tục được. Em thì em muốn dừng lại thôi, nhưng mà cô ấy bảo là cô ấy yêu em quá rồi, cũng không thể nào mà từ bỏ được. Là không quên được em ạ. Thế là đúng cái lúc mà làm đám cưới thì làm chưa thế nào đám cưới rồi. Nhưng mà khổ cái là bây giờ lại cô ấy lại có thai 2 tháng này rồi. Nên mình em muốn hỏi cả một về tâm lý, hỏi cả bác sĩ xem giờ về xử lý thế nào. Bạn đã đọc kỹ cái luật hôn nhân và gia đình chưa? Em hiểu rồi, cái đấy em hiểu ạ. Và cái ngoại, trường hợp của bạn ngoại. Là không thể được kết hôn đúng không? Bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất đó là hai bạn đang có thai với nhau và cái thai thì cũng 2 tháng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi chào em. Rồi em chào anh ạ. Rất là may là em cũng hiểu rồi. Đúng là trường hợp của em nó cũng hãn hữu, tức là nó không thường xuyên xảy ra, nhưng mà trên thế giới thì cũng đã có những vụ mà thậm chí là anh em ruột thất lạc rồi lưu truyền, rồi một người sang Mỹ, một người sang Canada, rồi lại yêu thương nhau, rồi lấy nhau đến 1-2 đứa con, rồi sau đấy mới nhận ra rằng là có mối quan hệ ruột thịt. Trường hợp của em thì cũng nói rõ em biết rồi, tức là dù họ nội hay họ ngoại thì luật hôn nhân gia đình Việt Nam cũng không cho phép lấy nhau trong khi mà người ta có họ trong phạm vi 3 đời. Trong trường hợp của em thì là có chung ông bà ngoại, nghĩa là đến đời của em đúng là đời thứ 3. Sở dĩ người ta phải cấm như thế là bởi vì giống nòi. Các nhà khoa học, đặc biệt là các cán bộ y tế, người ta đã nghiên cứu chỉ ra rằng là hôn nhân cận huyết, tức là có huyết thống nó gần đấy, thì sinh con ra thì nó yếu ớt này, rồi về vấn đề di truyền, rồi có những cái thứ bệnh mà nó liên quan tới cái việc mà kết hôn cận huyết. Và trong lịch sử của nước ta cũng đã có những cái đời, có những cái thời kỳ mà người ta cho phép là kết hôn cận huyết, tức là anh em sợ rằng là lấy nhau ra ngoài thì sẽ mất tài sản, cho nên là cứ anh em con cậu lấy con cô lấy con gì. Thế thì để mà bảo vệ được cái nghề truyền thống của gia đình hoặc là những cái bí mật gì đấy của gia đình, dẫn tới là thoái hóa giống nòi. Những cái thế hệ sau cứ có nhiều bệnh tật hoặc là thấp bé nhẹ cân hoặc là suy nhược suy yếu. Thế thì người ta đã nghiên cứu đây là một cách hết sức khoa học. Thế thôi, mình cũng về mặt luật pháp thì cũng là không phép, và về mặt khoa học thì cũng không nên. Thế còn cái tiếc nhất của em hiện nay là
hai anh em lại có thai với nhau rồi. Bây giờ thế này này, bởi vì một người con gái trước đó không cần biết là họ hàng thế nào, nhưng vì rất là yêu thương, ngay cả chưa có thai chăng nữa mà tự nhiên đột ngột mà phải dừng lại thì cũng đều là một cú sốc rất lớn đối với người con gái, đặc biệt là đã không lấy được người mình yêu thương, bây giờ lại còn có cái thai như thế này thì không biết giải quyết thế nào. Thế thì có lẽ một mình em mà động viên hay là hỗ trợ bên cạnh cô không đủ sức, không đủ lực đâu. Em sẽ phải gọi là sử dụng những cái người thân lớn tuổi khác, ví dụ như bà dì, bà cô, ông cậu, trò chuyện với bạn ấy. Để bạn ấy cũng trước hết là cũng chấp nhận một cái nghịch cảnh mà mình không mong muốn nó xảy ra. Thứ hai nữa là cũng có cái giải pháp hợp lý để mà giải quyết cái vấn đề có thai hiện tại. Chần chừ càng lâu thì càng khó khăn. Đến lúc ví dụ như cái thai 3-4 tháng trở lên ấy, thì nếu như lúc ấy mà có nghĩ đến chuyện giải quyết thì cũng rất khó khăn về mặt y tế, mà rồi nếu có can thiệp nào đó thì lại có những cái tai biến không đáng có. Cho nên là thời gian thì không còn nhiều, không đợi chúng ta. Em hãy mạnh dạn, mình là con trai, mình cứng rắn một chút, mình ở bên cạnh cô ấy chăm sóc, bây giờ chăm sóc không như người yêu đang chăm sóc, nhưng mà cô em con bà dì, cộng với lại việc là phải lôi kéo bà dì, ông cô bà cậu, ngoài cách động viên ra, phân tích nọ kia ra, thì còn ở bên cạnh cô ấy và để mắt đến cô ấy. Bởi vì những cô gái mà trong những hoàn cảnh gặp những cái cú sốc rất là lớn, rất dễ nghĩ những cái điều không hay luẩn quẩn, rồi có khi nó không có lợi cho bản thân cô ấy nhá. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Và hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn.